Từ thuở ban đầu, ngôi lời đã tồn tại trên thế gian. Ngôi lời ở bên Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Từ thuở khai thiên lập địa, ngôi lời đã ở với Thiên Chúa. Qua ngôi lời, Thiên Chúa tạo vạn vật. Không một thứ nào trong mọi tạo vật được dựng nên mà không nhờ người. Ngôi lời là nguồn của sự sống, và sự sống này đem sự sáng đến nhân loại. Ánh sáng chiếu sáng trong tối tăm, và tối tăm không thể khống chế sự sáng. Một sứ giả được Ngài gửi đến, tên là Sang. Ông đến để nói với mọi người về sự sáng, để mọi người được nghe sứ điệp và tin tưởng. Bản thân ông không phải sự sáng, ông đến để nói về sự sáng. Đây là sự sáng thật. Sự sáng đến trần gian và soi sáng cho toàn nhân loại. Ngôi lời hiện hữu trên thế gian, và dù thế gian được tạo nên bởi Ngài, thế gian lại không nhận biết Ngài. Chúa đã đến nước của Ngài, nhưng dân Ngài lại không tiếp nhận Ngài. Nhưng có một số kẻ đã tiếp đón và tin ở Ngài, nên Ngài ban cho họ quyền để trở thành con Thiên Chúa. Họ không trở thành con Thiên Chúa theo nghĩa tự nhiên, tức là được sinh ra bởi một người cha là người trần mắt thịt. Chính Thiên Chúa là cha của họ. Ngôi lời đã trở thành người trần, đầy ân điển và chân lý, sống giữa chúng ta. Ta đã được chiêm ngưỡng. Vinh quang của Ngài là vinh quang mà con một nhận được từ Chúa Cha. Răng làm chứng cho Ngài. Đây chính là đấng mà tôi đã nhắc đến khi nói rằng có người đến sau tôi, nhưng còn cao trọng hơn cả tôi, vì người giống hiện hữu trước cả khi tôi đến thế gian. Từ sự sung mãn của ân điển, Ngài đã ban phước cho tất cả chúng ta. Hết phước lành này đến phước lành khác. Chúa ban luật pháp qua Môi-se, nhưng ân điển và chân lý được Chúa Giê-xu ban cho. Chưa có ai từng thấy Đức Chúa Trời. Chỉ duy con một đấng cũng chính là Đức Chúa Trời, và ở bên cạnh Chúa Cha, đã bày tỏ Ngài cho chúng ta. Các nhà chức trách Do Thái ở Jerusalem cử một số thầy tế lễ và người Lê Vi đến chỗ Giăng. Ông là ai? Giăng không hề từ chối trả lời, mà lên tiếng công khai và rõ ràng. Tôi không phải Chúa Cứu Thế. Vậy thì ông là ai? Ông có phải là Ê-li không? Không phải. Ông là tiên tri sao? Không. Vậy thì hãy nói ông là ai? Chúng tôi phải có câu trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính mình? Giăng trả lời bằng cách trích dẫn lời của tiên tri Isaiah. Tôi là tiếng của người kêu lên trong quan mà. Hãy làm thẳng con đường để Đức Chúa đi. Các sứ giả được người Pha-ri-siêu cử đến đã hỏi Giăng rằng, nếu ông không phải Chúa Cứu Thế, không phải Ê-li hay nhà tiên tri, sao ông lại làm phép thanh tẩy? Tôi làm phép thanh tẩy bằng nước. Nhưng giữa các ông có đấng mà các ông không biết. Đấng ấy đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng
dù chỉ là tháo quai dép cho ngài. Mọi việc này xảy ra ở Bethany, bên bờ đông của con sông Jordan, nơi Giăng đang làm phép thanh tẩy. Ngày hôm sau, Giăng thấy Chúa Giê-xu đến với mình. Đây là chiên Thiên Chúa, đầy đứng xóa tội trần gian. Chính ngài là đấng mà tôi đã nhắc đến khi nói con người sẽ đến sau tôi, nhưng còn cao trọng hơn cả tôi, vì ngài vốn hiện hữu trước cả khi tôi đến thế gian. Tôi đã không biết ngài là ai, nhưng tôi đến làm phép thanh tẩy bằng nước, để ngài được bày tỏ tới người dân Israel này. Rồi Giăng đã làm chứng thế này. Tôi đã thấy Thánh Linh tựa chim bồ câu từ trên trời xuống và ngự trên ngài. Tôi vẫn không biết ngài là đứng đó, nhưng Đức Chúa Trời sai tôi đi làm phép thanh tẩy bằng nước đã dặn tôi. Con sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống và đậu trên một người. Đó chính là đấng sẽ làm phép thanh tẩy bằng Thánh Linh. Tôi đã được thấy và làm chứng rằng ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, khi Giăng lại đang đứng đó cùng với hai môn đồ của mình, thì ông thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đồ nghe thấy ông nói điều này và đi theo Chúa Giê-xu. Ngài quay lại và thấy họ đi theo mình. Các anh đang tìm gì vậy? Thầy đang sống ở đâu? Rabbi. Từ này có nghĩa là thầy. Đi, đến xem đi. Lúc đó là vào khoảng 4 giờ chiều, nên họ đã đi cùng và đến xem chỗ ngài trọ, rồi ở cùng ngài đến hết ngày hôm đó. Một trong số họ là Andre, em trai của Simon Phêrô. Lập tức ông tìm anh trai mình là Simon. Chúng ta đã tìm thấy đấng Mêsia. Từ này nghĩa là Chúa cứu thế. Rồi ông đưa Simon đến chỗ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhìn ông. Tên ngươi là Simon, con trai của Giăng. Ngươi sẽ được gọi là Cê-pha. Tên này cũng giống như Phê-rơ, mang nghĩa là tảng đá. Ngày hôm sau, Chúa Giê-xu quyết định đến Galilee. Ngài tìm thấy Philip. Và nói với anh. Đi với ta. Philip quê ở Bethsaida, thị trấn nơi Andre và Phêrô từng sống. Philip tìm Nathanael.
Chúng tôi đã gặp được đấng mà Môi-se đã chép trong sách luật pháp và các nhà tiên tri cũng đã ghi lại. Đó là Giê-xu, còn ông Joseph người Nazareth. Có điều gì tốt đến từ Nazareth đâu? Đến mà xem. Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy Nathanael đến với mình, người đã nói về ông: đây là một người Israel thật. Trong ngươi không có sự giả dối. Sao thầy biết về tôi? Ta thấy ngươi khi ngươi dưới tán cây vả trước khi Philip gọi ngươi. Thưa thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Có phải vì ta nói ta thấy ngươi ở dưới tán cây vả nên ngươi mới tin ta không? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa. Thật vậy, ta bảo các ngươi, rồi các ngươi sẽ thấy thiên đàng mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Hai ngày sau đó, có một đám cưới trong thị trấn Cana ở Galilee. Mẹ Chúa Giê-xu đã ở đó. Ngài và các môn đồ của mình cũng được mời đến tham dự lễ cưới. Khi rượu đã được uống hết, mẹ Giê-xu nói với Ngài: họ hết rượu rồi. Thưa mẹ, mẹ liên quan gì đến việc này? Giờ của con vẫn chưa đến. Hãy làm theo những gì Ngài bảo. Người Do Thái có luật về nghi thức tắm rửa. Và vì mục đích này, 6 bình đựng nước bằng đá được chuẩn bị sẵn. Mỗi bình đủ lớn để chứa từ 76 đến 114 lít. Đổ nước đầy cả bình đi. Họ đổ đầy đến miệng bình. Giờ lấy ra một ít nước rồi đem đến cho người tổ chức tiệc. Họ mang nước đến ông ta, mà giờ nước đã biến thành rượu. Rồi ông nếm thử nó. Ông không hề biết rượu này từ đâu mà ra, nhưng dĩ nhiên những người hầu lấy nước đem ra đều biết. Nên ông liền gọi chú rể: những người khác thường mang rượu ngon nhất ra trước, rồi sau khi khách khứa đã say, họ phục vụ loại rượu thường. Nhưng anh lại giữ rượu ngon tới giờ này.
Chúa Giê-xu thực hiện dấu lạ đầu tiên của Ngài ở Cana miền Galilee, nơi Người hé lộ vinh quang của mình và các môn đồ tin ở Ngài. Sau việc này, Chúa Giê-xu cùng mẹ, các anh em và môn đồ đến Ca-pác-na-um và ở lại đó vài ngày. Đó là thời điểm gần đến lễ vượt qua, vì vậy Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem. Đó trong đền thờ, Ngài thấy người ta đang bán gia súc, cừu và bồ câu, và có cả những người đổi tiền ngồi tại bàn của họ. Ngài bệnh một cái roi bằng dây thừng và lùa tất cả những con vật đó ra khỏi đền thờ, cả cừu và gia súc. Ngài lật đổ bàn của những người đổi tiền và hất tung những đồng xu. Rồi Người ra lệnh cho những người bán bồ câu: đưa chúng ra khỏi đây. Đừng biến nhà cha ta thành nhà buôn bán như vậy. Các môn đồ của Ngài nhớ lời Kinh Thánh có chép: hỡi Chúa Trời, lòng nhiệt thành về nhà Chúa như ngọn lửa thiêu đốt trong tôi. Các nhà cầm quyền cho Thái đáp lại Ngài bằng một câu hỏi: ông làm được dấu lạ gì để chứng tỏ cho chúng ta thấy ông có quyền làm việc này? Hãy phá đền thờ này đi, ta xây dựng lại nó trong vòng 3 ngày. Ông định xây dựng đền thờ này trong 3 ngày sao? Phải mất 46 năm để xây dựng được đền thờ này đó. Nhưng đền thờ mà Chúa Giê-xu đang nói đến là thân thể Ngài. Nên khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ của Ngài nhớ rằng Ngài đã từng nói điều này, nên họ tin Kinh Thánh và lời Chúa Giê-xu đã nói. Khi Chúa Giê-xu ở Giê-ru-sa-lem trong suốt lễ vừa qua, nhiều người tin Ngài khi chứng kiến những dấu lạ Ngài làm. Nhưng Chúa Giê-xu không tin họ vì Ngài biết rõ mọi người. Không cần ai nói cho Ngài biết về họ cả, vì chính Ngài tự thấu hiểu mọi điều trong lòng họ. Có một thủ lĩnh người Do Thái tên là Ni-cô-đêm, cũng là người thuộc phái Pha-ri-siêu. Một đêm, ông đến chỗ Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Không ai làm được những dấu lạ Thầy đang làm nếu như không có Chúa ở cùng. Thật vậy ta bảo ông này, không ai thấy vương quốc Đức Chúa Trời nếu không được tái sinh. Làm sao một người trưởng thành lại tái sinh được? Anh ta chắc chắn không thể chui vào bụng mẹ để được sinh ra lần thứ hai. Thật vậy, ta bảo ông này, không ai có thể vào nước Đức Chúa Trời nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra. Thể xác con người được bố mẹ của họ sinh ra, nhưng tâm linh từ Thánh Linh sinh ra.
đừng lấy làm ngạc nhiên vì ta nói rằng tất cả phải được tái sinh. Cơn gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Ông nghe thấy tiếng gió, nhưng mà ông không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh bởi thánh linh cũng sẽ như vậy. Chuyện này sao có thể? Ông là giáo sư vĩ đại của Israel mà lại không biết sao? Thực vậy, ta bảo ông này, ta nói những điều mình biết và thuật lại những điều mình thấy, nhưng không ai chịu chấp nhận lời chứng của chúng ta. Các ông không tin ta khi ta kể về những điều thuộc về thế gian, thì làm sao các ông có thể tin ta khi ta kể những điều thuộc về thiên đàng? Và chưa có ai từng được lên thiên đàng ngoại trừ con người cả. Đó là đấng từ trời xuống. Khi xưa Môi-se treo con rắn bằng đồng trong quan mạc thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin ở Ngài có thể được sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai có niềm tin nơi Ngài sẽ không chết đi mà được sự sống muôn đời. Vì Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian không phải để phán xét, mà là để cứu độ trần gian. Những ai tin ở Đức Con sẽ không bị phán xét, nhưng những ai không tin đã bị phán xét rồi, vì họ không có niềm tin vào con một của Đức Chúa Trời. Sự phán xét ấy diễn ra như thế này: sự sáng đã bước vào thế gian, nhưng con người yêu thích bóng tối hơn cả sự sáng, vì những việc họ làm là xấu xa. Những kẻ làm những việc xấu xa ghét sự sáng và sẽ không đến với sự sáng, vì họ không muốn việc xấu của họ bị hé lộ ra. Nhưng những ai làm điều chân thật thì đến với sự sáng, để sự sáng có thể chỉ ra rằng những việc họ làm là sự vâng lời Chúa Trời. Sau việc này, Chúa Giê-xu và các môn đồ đến vùng đất xứ Giu-đê, nơi Ngài ở lại với họ và làm phép thanh tẩy. Giăng cũng đang làm phép thanh tẩy ở Ê-nôn, cách Sa-lim không xa, vì có rất nhiều nước ở nơi đó. Người ta đến với ông và ông làm phép thanh tẩy cho họ. Việc này là trước khi Giăng bị đưa vào tù. Một số môn đồ của Giăng bắt đầu tranh cãi với một người Do Thái về nghi thức thanh tẩy. Thưa Thầy, Thầy có nhớ người đàn ông ở cạnh Thầy trên bờ đông của sông Giô-đanh, người mà Thầy đã nói tới không? Người ấy đang làm phép thanh tẩy và ai cũng đến với người ấy. Không ai có được bất cứ gì nếu Chúa không ban cho họ. Chính các ngươi đã làm chứng cho điều ta nói. Ta không phải Chúa cứu thế, nhưng ta đã được cử đến trước Ngài. Ai cưới vợ thì người ấy là chú rể, con bạn của chú rể. Đứng đó lắng nghe và vui mừng hớn hở vì nghe được tiếng nói của chàng. Đây là khi hạnh phúc của ta được trọn vẹn. Ngày ấy phải trở nên quan trọng hơn khi ta trở nên lu mờ dần. Đấng đến từ bên trên vĩ đại hơn tất cả. Người đến từ đất thì thuộc về đất và nói về những việc thuộc về thế gian. Nhưng đấng đến từ trời thì cao hơn tất cả. Ngài nói những điều Ngài thấy và nghe, nhưng không ai chấp nhận sứ điệp của Ngài. Nhưng bất cứ ai tin nhận sứ điệp của Ngài đều xác nhận rằng Đức Chúa Trời chân thật. Đấng cho Đức Chúa Trời sai đến rao giảng lời Chúa, vì Đức Chúa Trời ban cho đấng ấy sự đầy trọn của Thánh Linh. Đức Chúa Cha yêu Đức Con và trao quyền năng cho Đức Con. Ai tin Đức Con thì có sự sống đời đời. Ai không dâng theo Đức Con sẽ không có sự sống, nhưng cũng phải gánh chịu sự đoán phạt của Chúa. Người Pha-ri-siêu nghe nói Chúa Giê-xu đang thắng và làm phép thanh tẩy cho nhiều môn đồ hơn cả Giăng. Thật ra, Chúa Giê-xu không tự làm phép thanh tẩy cho ai, mà chính các môn đồ của Ngài làm. Nên khi Chúa Giê-xu nghe được những lời bàn tán, Ngài rời Giu-đê rồi quay trở lại Ga-li-lê. Trên đường tới đó, Ngài phải đi băng qua Sa-ma-ri. Ở Sa-ma-ri, Ngài đến một thị trấn có tên là Si-kha, cách không xa cánh đồng mà Gia-cốt đã cho con trai mình là Joseph.
Ở đó có cái giếng của Gia-cốp và Chúa Giê-xu đã mệt mỏi sau chuyến đi. Ngồi xuống bên cạnh giếng, lúc đó khoảng giữa trưa. Một phụ nữ Samari đến bên giếng để lấy nước. Hãy cho ta xin chút nước. Các môn đồ của ngài đã vào thị trấn để mua đồ ăn. Ông là người Do Thái, còn tôi là người Samari. Sao ông có thể xin tôi một hớp nước chứ? Người Do Thái sẽ không dùng chung cốc và bát với người Samari. Nếu ngươi biết Chúa sẽ ban gì, và người đang xin ngươi nước là ai, thì ngươi sẽ xin ngài, và ngài sẽ ban cho ngươi nước hằng sống. Thưa ông không có xô, còn giếng thì sâu. Vậy ông kiếm đâu ra nước hằng sống đó chứ? Tổ tiên chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi cái giếng này. Ông ta cùng con cái và các gia súc của mình đều uống nước từ nó. Ông không tự nhận mình vĩ đại hơn Gia-cốp đó chứ? Ai uống thứ nước này rồi sẽ lại khát mà thôi. Nhưng ai uống được thứ nước mà ta ban cho sẽ không bao giờ chịu khát nữa. Nước ta ban cho sẽ thành một mạch nước trong người, sẽ ban cho họ nước hằng sống và sự sống đời đời. Thưa ông, hãy đưa cho tôi nước đó, rồi tôi sẽ không bao giờ phải khát nữa. Hay sẽ chẳng phải đến đây để lấy nước làm gì? Gọi chồng ngươi đi rồi quay lại đây. Nhưng tôi không có chồng. Ngươi đã đúng khi nói ngươi không có chồng. Ngươi đã có tới 5 đời chồng và hiện đang sống chung với một người không hẳn là chồng ngươi. Ngươi đã nói sự thật. Tôi nhận thấy ông là nhà tiên tri. Tổ tiên Samari của tôi thờ phượng Chúa trên ngọn núi này. Nhưng người Do Thái các ông nói rằng Jerusalem là nơi chúng ta nên thờ phượng. Bà hãy tin ở ta. Sẽ đến lúc các ngươi không phải thờ phượng Đức Chúa Cha trên núi này, lẫn ở Jerusalem. Người Samari các người thờ đấng mà các người không biết. Người Do Thái chúng ta biết đấng mà chúng ta thờ vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến. Nhưng thời khắc đó đang đến. Và nó đã đến rồi. Khi bằng quyền năng trong thánh linh của Chúa, con người sẽ thờ phượng Chúa Cha theo đúng bản chất của Ngài, dâng cho Ngài sự thờ phượng thật mà Ngài muốn. Chúa là thánh linh, và chỉ nhờ quyền năng trong thánh linh của Ngài, con người sẽ thờ phượng Ngài theo bản chất của Ngài. Tôi biết Chúa cứu thế sẽ đến, và khi Ngài ấy đến, Ngài sẽ cho chúng tôi biết mọi điều. Đấng ấy là ta. Người đang nói chuyện với ngươi đây. Đúng lúc đó các môn đồ của Chúa Giê-xu đã trở lại, và họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ. Nhưng không ai trong số đó hỏi bà muốn gì vậy, hay hỏi Ngài là sao Ngài lại nói chuyện với bà ấy. Sau đó người phụ nữ để lại bình nước của mình rồi quay về thị trấn. Đi, đi mà xem người đàn ông đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Ngài là Chúa cứu thế chăng? Nên họ rời thị trấn và đến với Chúa Giê-xu. Trong lúc đó các môn đồ đang cầu xin Chúa Giê-xu, thưa Thầy xin hãy ăn gì đó. Nhưng Ngài đáp rằng, ta có thức ăn mà các ngươi không hề biết đến. Và thế là các môn đồ bắt đầu hỏi nhau rằng, liệu ai đó đã đem thức ăn cho Ngài chăng? Thức ăn của ta là tuân theo ý đấng đã sai ta, và hoàn thành sứ mệnh Ngài đã giao cho ta. Các người có câu, 4 tháng nữa là đến mùa thu hoạch. Nhưng ta bảo này, hãy nhìn những cánh đồng thật kỹ đi. Đồng lúa đã chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt rồi. Thợ gặt đã lãnh tiền công của mình và thu gom qua lợi cho sự sống vĩnh hằng. Vì vậy kẻ gieo trồng lẫn thợ gặt đều được cùng chung niềm vui. Câu nói này rất đúng. Kẻ này gieo, còn người kia gặt. Ta đã cử các người đi gặt vụ mùa trên một cánh đồng mình không gieo trồng. Người khác lao động vất vả, và các ngươi gặt lấy công lao của họ. Rất nhiều người Samari ở thị trấn đó tin vào Chúa Giê-xu vì người phụ nữ đó đã nói, Ngài nói với tôi mọi việc mà tôi đã từng làm. Khi người Samari đến chỗ Ngài, họ cầu xin Ngài ở lại với họ, và Chúa Giê-xu đã ở lại 2 ngày. Thêm nhiều người nữa tin vào sứ điệp của người, họ nói với người phụ nữ, giờ chúng tôi đã tin,
không phải vì những điều cô đã nói, mà vì chính chúng tôi đã nghe ngài. Chúng tôi biết ngài thực sự là đấng cứu độ trần gian. Sau khi dành ra 2 ngày ở đó, Chúa Giê-xu rời đi và đến Galilee. Vì trước đó chính ngài đã nói đấng tiên tri không được tôn trọng ở chính quê hương của mình. Khi ngài đến Galilee, người dân ở đó chào đón ngài vì họ đã đến dự lễ vượt qua ở Jerusalem và được chứng kiến mọi điều ngài làm trong dịp lễ. Sau đó Chúa Giê-xu quay trở lại Cana ở Galilee, nơi ngài đã biến nước thành rượu. Một viên quan có mặt ở đó, người có con trai bị bệnh ở Capernaum. Khi ông ta nghe nói Chúa Giê-xu đã đến Galilee từ Giu-đê, ông tìm ngài và xin ngài đến Capernaum để cứu cậu con trai, người đang hấp hối gần chết. Không ai trong các ngươi sẽ tin nếu không được chứng kiến dấu lạ và phép màu. Xin ngài đi cùng tôi. Trước khi con tôi chết. Đi đi. Con của ngươi sẽ sống. Người đàn ông tin lời Chúa Giê-xu và đi. Trên đường về nhà, đầy tớ của ông chạy đến báo tin cho ông. Con ngài bình phục rồi. Ông hỏi họ, con trai ông khỏe lại từ lúc mấy giờ? Cậu ấy hết sốt từ lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua. Rồi người cha đã nhớ lại rằng chính vào giờ phút đó, Chúa Giê-xu đã nói với ông ta rằng con của ngươi sẽ sống. Do đó, ông và cả gia đình ông đều tin. Đây chính là dấu lạ thứ hai mà Chúa Giê-xu đã làm sau khi từ Giu-đê đến Galilee. Sau việc này, Chúa Giê-xu đến Jerusalem để dự một lễ hội tôn giáo. Gần cổng chiên ở Jerusalem có một hồ nước có 5 cổng vòm. Theo tiếng Do Thái, nó được gọi là Bết Gia Tha. Một đám đông toàn người bệnh đang nằm trên các cổng vòm. Người mù, người què, cả người bại liệt. Có một người đàn ông ở đó đã bị bệnh trong suốt 38 năm. Chúa Giê-xu nhìn thấy ông ta nằm đó và ngài biết rằng ông ấy đã bị bệnh từ rất lâu rồi. Người có muốn lành bệnh không? Thưa ông, tôi không có ai ở đây để đưa tôi vào bể nước nơi nước được khuấy động. Trong lúc tôi đang cố vào thì người khác đã vào đó trước rồi. Đứng lên, cầm theo tấm thảm rồi bước đi.
ngay lập tức. Người đàn ông lành bệnh. Ông ta cầm tấm thảm lên rồi bắt đầu đi lại. Ngày chuyện này xảy ra là ngày Sa-bát. Vì vậy các lãnh đạo Do Thái bảo người đàn ông vừa được chữa lành rằng: đây là ngày Sa-bát, và ngươi mang theo thảm là trái với luật của chúng ta. Người chữa lành tôi đã bảo tôi cầm theo tấm thảm và bước đi. Người bảo ngươi làm việc này là ai hả? Người đàn ông được chữa lành lại không biết Chúa Giê-xu là ai, vì có một đám đông ở chỗ đó và Chúa Giê-xu đã lánh đi. Sau đó, Chúa Giê-xu thấy ông ta trong đền thờ. Ngươi đã khỏe rồi. Đừng phạm tội nữa. Nếu không, chuyện tệ hơn sẽ đến với ngươi. Rồi người ấy đi và nói với nhà chức trách Do Thái rằng chính Chúa Giê-xu đã chữa cho ông. Nên họ bắt đầu gây khó dễ Chúa Giê-xu vì Ngài làm phép chữa lành vào ngày lễ Sa-bát. Chúa Giê-xu đáp lại họ: Cha của ta, người luôn luôn làm việc, và ta cũng phải làm việc. Câu nói này khiến cho nhà chức trách Do Thái càng quyết tâm giết Ngài hơn. Không chỉ vì Ngài đã phạm luật ngày Sa-bát, mà vì Ngài đã nói rằng Đức Chúa Trời là cha Ngài, và theo cách này, Ngài đã đặt mình ngang hàng với Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã đáp lại họ: thật vậy, ta bảo các ngươi, Đức Con không thể tự mình làm việc gì, mà chỉ làm những việc Ngài chứng kiến từ Chúa Cha. Những gì Chúa Cha làm, Đức Con cũng sẽ làm như vậy, vì Chúa Cha yêu Đức Con và chỉ cho Đức Con thấy những việc mà Ngài đang làm. Ngài sẽ bày tỏ gì còn vĩ đại hơn, và tất cả các ngươi sẽ phải kinh ngạc. Như Chúa Cha mang kẻ từ cõi chết về và ban cho họ sự sống, cũng giống như Đức Con mang lại sự sống cho những kẻ mà người muốn. Chính Chúa Cha cũng không phán xét ai hết. Ngài đã trao cho Đức Con toàn quyền phán xét, để tất cả sẽ tôn kính Đức Con cũng như họ tôn kính Chúa Cha. Ai không tôn kính Đức Con cũng không tôn kính Chúa Cha. Đã đấng sai con đến. Thật vậy, ta bảo các ngươi, những kẻ nghe lời ta và tin đấng đã sai ta sẽ được sự sống đời đời. Họ sẽ không bị phán xét mà từ cõi chết bước vào sự sống. Thật vậy, ta bảo các ngươi, giờ khắc đang đến. Và bây giờ khắc đã đến rồi. Khi người chết sẽ nghe thấy tiếng của con Đức Chúa Trời. Và ai nghe thấy thì sẽ sống. Cũng như Chúa Cha là nguồn sự sống như thế nào, thì Ngài cũng sẽ khiến Đức Con trở thành nguồn sự sống như thế. Và Ngài đã trao cho Đức Con quyền phán xét bởi vì đấng ấy chính là con người. Đừng ngạc nhiên vì điều này. Thời khắc sắp đến khi mọi người chết sẽ nghe giọng nói của Ngài và bước ra khỏi mộ. Những ai làm điều lành sẽ trỗi dậy và sống. Còn những kẻ từng làm điều xấu sống lại để bị kết tội. Ta không thể tự mình làm điều gì hết. Ta chỉ phán xét như Chúa đã bảo, nên sự phán xét của ta là đúng. Vì ta không định làm những gì mà ta muốn, mà chỉ làm theo ý đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng cho bản thân, lời ta nói sẽ không được chấp nhận là bằng chứng thật sự. Nhưng còn có một người khác làm chứng cho ta, và ta biết những gì người ấy nói về ta là sự thật, rằng là người mà các ngươi đã phái sứ giả đến gặp, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Không phải vì ta phải có một lời chứng của loài người, ta nói điều này để các ngươi được cứu rỗi. Răng như một ngọn đèn bùng cháy và tỏa sáng, và các ngươi vui hưởng ánh sáng của ông ấy trong chốc lát. Nhưng ta có một nhân chứng cho bản thân. Lời chứng ấy
còn vững mạnh hơn lời chứng của dân. Những việc mà ta làm, tức là những việc mà cha ta đã giao cho ta. Những việc đó đã làm chứng cho ta rằng chính Chúa Cha đã sai ta đến. Và Chúa Cha đấng đã sai ta cũng làm chứng cho bản thân ta. Các ngươi chưa từng nghe tiếng Ngài, cũng chưa từng thấy mặt Ngài. Và các ngươi không giữ lời Ngài trong lòng, vì các ngươi không tin vào đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi học lời Kinh Thánh, vì các ngươi nghĩ rằng từ đó sẽ tìm được sự sống đời đời mà chính Kinh Thánh lại đang làm chứng cho ta. Vậy mà các ngươi lại không sẵn lòng đến với ta để có được sự sống. Ta không tìm kiếm sự ca ngợi từ con người, nhưng ta biết các ngươi là loại người nào. Và ta biết các ngươi không có tình yêu Đức Chúa Trời ở trong lòng. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, nhưng các ngươi không hề đón nhận ta. Nhưng nếu ai nhân danh chính mình mà đến, thì các ngươi lại đón nhận họ. Các ngươi thích hưởng sự vinh danh lẫn nhau, nhưng lại không cố giành lấy sự ca ngợi từ Chúa đấng duy nhất. Vậy làm sao các ngươi có thể tin ta? Dù vậy cũng đừng nghĩ ta sẽ là người tố cáo các ngươi trước mặt cha ta. Môi-se, người mà các ngươi đã đặt hy vọng, chính là người sẽ tố cáo các ngươi. Nếu các ngươi thực sự tin Môi-se, các ngươi hẳn đã tin ta, bởi vì Môi-se đã viết về ta. Nhưng vì các ngươi không tin những điều Môi-se viết, thì làm sao có thể tin được những điều ta nói? Sau việc này, Chúa Giê-xu đi qua bên kia hồ Galilee, hay là hồ Tiberia như người ta hay gọi. Một đoàn dân đông đi theo Ngài vì họ đã chứng kiến những dấu lạ chữa lành cho người bệnh. Giê-xu đi lên một ngọn đồi và ngồi xuống cùng các môn đồ của mình. Lúc ấy là gần đến lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu nhìn quanh và thấy một đoàn dân rất đông đang kéo đến với Ngài. Ta có thể mua thức ăn ở đâu cho những người này đây? Ngài nói điều này để thử Philip, chứ thật ra Ngài đã biết mình sẽ làm gì. Để mọi người được ăn dù chỉ một ít, cũng phải mất hơn 200 đồng bạc mới mua đủ bánh mì cho họ. Một môn đồ khác của Ngài, Andre, em của Simon Phêrô, nói: ở đây có một cậu bé có 5 ổ bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng chắc chắn chúng không đủ cho tất cả những người này. Hãy bảo những người này ngồi xuống. Ở đó có rất nhiều cỏ, nên tất cả mọi người ngồi xuống. Có khoảng 5.000 người đàn ông. Chúa Giê-xu cầm lấy bánh mì, tạ ơn Đức Chúa Trời. Rồi Ngài đi phát bánh cho những người đang ngồi ở đó.
ngài cũng làm thế với cá. Và tất cả bọn họ được ăn bao nhiêu tùy ý. Khi tất cả bọn họ đã no, ngài nói với các môn đồ của mình rằng: hãy gom thức ăn còn thừa lại đi, đừng để lãng phí chút gì. Thế là họ gom lại được đầy 12 giỏ những mẫu thức ăn thừa sót lại từ 5 ổ bánh lúa mạch mà đoàn dân đã ăn. Chứng kiến dấu lạ mà Chúa Giê-xu vừa làm, những người ở đó nói: chắc chắn đây là đấng tiên tri, đấng phải đến thế gian. Chúa Giê-xu biết rằng họ sắp đến giữ lấy ngài để ép ngài lên làm vua, nên ngài đã bỏ đi một mình lên ngọn đồi. Khi màn đêm buông xuống, các môn đồ của Chúa Giê-xu xuống hồ, họ trèo lên thuyền rồi băng trở lại hồ về hướng Ca-pháp-na-um. Trời đã tối mà Chúa Giê-xu vẫn chưa đến với họ. Lúc đó một cơn gió mạnh ào tới và làm nước hồ chao mạnh. Các môn đồ đã chèo được khoảng 5 hoặc 6 km thì thấy Chúa Giê-xu đang đi trên mặt nước. Tới gần con thuyền và họ đã khiếp sợ. Đừng sợ hãi, là ta đây. Rồi họ sẵn sàng đưa ngài lên thuyền. Và ngay lập tức thuyền được cập bến ở đúng nơi họ định tới. Ngày hôm sau, dân chúng ở bên bờ bên kia hồ nhận ra rằng chỉ có một con thuyền ở đó. Họ biết Chúa Giê-xu đã không lên thuyền đó với các môn đồ. Họ đã rời đi mà không có ngài. Những con thuyền khác đến từ Tiberia cập bến ở gần nơi đám người đó đã ăn bánh mì sau khi Chúa đã nói lời tạ ơn. Khi đoàn dân thấy Chúa Giê-xu hay các môn đồ của ngài không có ở đó, họ lên những con thuyền đó và đến Ca-pháp-na-um để tìm ngài. Khi đoàn dân tìm thấy Chúa Giê-xu ở bên kia hồ, họ nói với ngài rằng: thưa thầy, thầy đến đây từ khi nào? Thật vậy, ta bảo các ngươi, các ngươi tìm ta vì các ngươi đã được ăn bánh và có thứ mình muốn, chứ không phải vì hiểu cái dấu lạ của ta. Đừng làm việc vì những thứ đồ ăn dễ hỏng, mà hãy vì thức ăn trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh. Đây là thức ăn mà con người sẽ ban cho các ngươi vì đấng là Đức Chúa Cha đã đóng ấn xác nhận lên trên ngài. Phải, để chúng tôi được làm những gì Chúa muốn chúng tôi thực hiện. Những gì Chúa muốn các ngươi làm là tin đấng mà ngài đã sai đến. Ngài sẽ thực hiện dấu lạ nào để chúng tôi có thể thấy và tin ngài đây? Ngài sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi từng ăn bánh mana nơi quan mạc, đúng như Kinh Thánh đã nói. Ngài cho họ ăn bánh từ trời. Thật vậy, ta bảo các ngươi, những gì Môi-se đã ban cho các ngươi không phải bánh từ trời, mà chính Cha ta là đấng ban cho các ngươi bánh thật từ trời.
Vì bánh mà Đức Chúa Trời ban là đấng từ trời xuống để ban sự sống cho thế gian. Lạy Chúa, Lạy Chúa xin hãy ban bánh của bánh ấy luôn luôn. Ta là bánh của sự sống. Lạy Chúa xin hãy ban bánh của bánh ấy luôn luôn. Ai đến với ta sẽ không bao giờ bị đói. Ai tin ở ta sẽ không bao giờ phải khát. Bây giờ ta nói rằng các ngươi đã thấy ta, nhưng vẫn sẽ không tin. Những kẻ mà cha ta ban cho ta sẽ đến với ta. Ta sẽ không quay lưng với người tìm đến ta, vì ta từ trời xuống không phải để thực hiện ý của mình, mà làm theo ý của đấng sai ta. Và đây là ý muốn của đấng đã sai ta, là ta sẽ không đánh mất bất cứ người nào mà Ngài đã ban cho ta, nhưng ta phải làm cho họ sống dậy trong ngày cuối cùng. Vì những gì mà cha ta muốn, đó là ai được nhìn thấy Đức Con và tin tưởng Ngài sẽ có được sự sống đời đời. Và ta sẽ khiến cho họ sống dậy vào ngày cuối cùng. Người dân bắt đầu xầm xì bàn tán về Ngài, vì Ngài nói rằng ta chính là bánh từ trời xuống. Người này là Giê-xu, con trai của Giô-sép, phải không? Chúng ta biết cha và mẹ của ông ấy. Vậy giờ sao ông ta lại nói mình từ trời xuống chứ? Các ngươi hãy thôi xầm xì đi. Không ai có thể đến với ta nếu cha là đấng sai ta không kéo họ đến. Và ta sẽ khiến cho họ sống lại trong ngày cuối cùng. Các tiên tri đã viết, mọi người sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Những ai đã nghe thấy Chúa Cha và học hỏi Ngài thì đến với ta. Đây không phải là có người đã được thấy Chúa Cha. Đấng từ Chúa mà đến là đấng duy nhất thấy Chúa Cha. Thật vậy, ta bảo các ngươi, kẻ có lòng tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ tiên các ngươi ăn mana trong hoang mạc nhưng vẫn chết. Nhưng bánh từ trời xuống lại chính là loại bánh mà bất cứ kẻ nào ăn vào đều sẽ không chết. Ta chính là bánh sống đây, bánh sống từ trời xuống. Nếu các ngươi ăn bánh này, các ngươi sẽ sống mãi. Bánh mà ta sẽ ban cho các ngươi là máu thịt của ta, mà ta sẽ ban cho để thế gian được sống. Điều này dấy lên một cuộc tranh cãi dữ dội trong họ. Sao người này lại cho chúng ta ăn thịt của hắn chứ? Thật vậy, ta bảo các ngươi, nếu như các ngươi không ăn thịt và uống máu của con người, các ngươi sẽ không có sự sống trong mình. Người nào ăn thịt ta và uống máu của ta sẽ được sống đời đời. Và ta sẽ làm cho người sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt ta là thức ăn thật và máu ta là nước uống thật. Người nào ăn thịt ta và uống máu của ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. Chúa Cha hằng sống cử ta đến, và ta sống nhờ Ngài như thế nào, thì người nào ăn ta cũng sẽ được sống nhờ ta như thế đó. Đây chính là bánh từ trên trời xuống đó. Không giống như bánh mà tổ tiên các ngươi đã ăn để rồi chết đi. Những ai ăn bánh này sẽ sống mãi đời đời. Chúa Giê-xu nói điều này khi đang giảng tại hội đường ở Ca-phác-na-âm. Rất nhiều môn đồ của Ngài nghe điều này và nói, những lời dạy này thật quá khó, ai có thể nghe được? Không cần ai kể, Chúa Giê-xu cũng biết rằng họ đang lầm bầm về việc này. Điều này khiến các ngươi muốn bỏ cuộc sao? Vậy giả sử các ngươi chứng kiến con người ngự lên nơi Ngài đã ở trước kia thì sao? Chính Thánh Linh mới ban sự sống. Quyền năng con người chẳng có ích gì cả.
những lời ta đã nói với các ngươi mang thánh linh của sự sống. Vậy mà trong các ngươi có người không tin. Chúa Giê-xu đã biết ngay từ ban đầu rằng ai sẽ là kẻ không tin và ai sẽ phản bội Ngài. Vì điều này mà ta đã nói với các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được Chúa Cha ban cho ơn ấy. Vì điều này mà nhiều môn đồ của Chúa Giê-xu đã rút lui và không đi với Ngài nữa. Còn ngươi, ngươi cũng muốn bỏ đi chứ? Thưa Chúa, chúng tôi biết đến với ai? Ngài có lời của sự sống đời đời, và chúng tôi tin và biết rằng Ngài chính là Đấng Thánh từ Đức Chúa Trời. Ta đã chọn 12 người các ngươi, vẫn có một trong các người là quỷ. Ngài đang nói đến Giuđa, con trai của Simon Iscariot. Vì Giuđa, mặc dù là một trong 12 môn đồ của Ngài, có ý định phản bội Ngài. Sau việc này, Chúa Giê-xu đi khắp miền Galilê. Ngài không muốn lui tới miền Giu-đê, vì nhà chức trách Do Thái ở đó đang muốn giết Ngài. Bấy giờ Ngài lễ liều tạm đang đến gần, nên các anh em của Ngài nói với Ngài: hãy rời nơi này và đến miền Giu-đê, để các môn đồ của anh thấy được những việc anh đang làm. Không ai lại giấu việc mình làm nếu họ muốn được nổi tiếng. Vì anh đang làm những việc này, hãy để thế giới biết đến anh. Đến những anh em của Ngài cũng không tin Ngài. Thời điểm của ta vẫn chưa đến. Với các em thì lúc nào cũng được. Thế gian không thể ghét các em, nhưng ghét ta, vì ta cứ nói đường lối của họ là xấu. Các em cứ đi dự lễ đi. Ta sẽ không dự lễ hội này, vì thời điểm của ta vẫn chưa đến. Ngài nói điều này rồi tiếp tục ở lại Galilê. Sau khi các anh em của Ngài đã đến dự lễ, Chúa Giê-xu cũng đi. Tuy nhiên, Ngài không đi công khai mà là đi trong âm thầm. Các lãnh đạo Do Thái tìm Ngài tại lễ hội, và họ hỏi ông ấy đâu. Trong đám đông có nhiều lời bàn tán xôn xao về Ngài. Vài người nói ông ấy là người tốt, những người khác thì nói không, ông ta đang lừa dân. Nhưng không ai nói công khai về Ngài cả, vì họ sợ các lãnh đạo Do Thái. Kỳ lễ đã diễn ra được một nửa, khi Chúa Giê-xu đến đền thờ và bắt đầu giảng dạy. Các nhà lãnh đạo Do Thái ngạc nhiên vô cùng. Sao người đàn ông này hiểu biết nhiều đến như vậy, trong khi chưa từng đến trường? Những điều ta dạy không phải lời giảng của ta, mà là từ Đấng sai ta. Bất cứ kẻ nào sẵn lòng làm những gì Chúa muốn sẽ biết liệu ta giảng dạy theo ý của Ngài hay là ta nói theo ý của mình. Người nói theo ý riêng là kẻ muốn tìm vinh quang cho chính mình. Nhưng ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là chân thật, và trong người ấy không có sự bất chính. Có phải Môi-se đã ban cho các ngươi lề luật, nhưng không ai trong các ngươi tuân giữ lề luật? Sao các ngươi lại muốn giết ta? Ngươi mang quỷ dữ trong mình, ai đang muốn giết ngươi chứ? Ta đã thực hiện một dấu lạ, và các ngươi đều ngạc nhiên. Môi-se đã truyền cho các ngươi lễ cắt bì cho con trai, mặc dù không phải Môi-se mà là do tổ tiên các ngươi khởi xướng. Vậy là ngươi cắt bì một bé trai vào ngày Sa-bát. Nếu một bé trai chịu cắt bì trong ngày Sa-bát để không phải phá luật Môi-se thì sao các ngươi nổi giận với ta? Vì ta chữa lành hoàn toàn cho một người trong ngày Sa-bát chứ. Hãy ngừng phán xét theo các chuẩn mực bên ngoài, phán xét theo những chuẩn mực thật đi. Một số người ở Jerusalem nói: chẳng phải đây là người mà các nhà lãnh đạo đang muốn giết sao? Kìa, Ngài đang nói trước công chúng và chẳng có ai chống đối lại cả. Có lẽ nào họ thực sự biết Ngài chính là Chúa cứu thế sao? Nhưng khi Chúa cứu thế đến, sẽ không ai biết Ngài đến từ đâu. Và chúng ta đều biết người đàn ông này từ đâu đến. Khi Chúa Giê-xu giảng trong đền thờ, Ngài đã lớn tiếng nói: các ngươi thực sự biết ta,
và biết ta từ đâu đến không? Ta không đến theo ý nguyện của ta, nhưng đấng đã sai ta là chân thật. Các ngươi không biết Ngài, nhưng mà ta biết Ngài, bởi vì ta từ Ngài mà đến, và Ngài đã sai ta. Rồi họ cố bắt Ngài. Nhưng không ai tra được tay lên Ngài, vì giờ Ngài vẫn chưa đến. Nhưng có nhiều người trong đám đông tin Ngài. Khi Chúa cứu thế đến, liệu Ngài có thể thực hiện nhiều dấu lạ hơn người này không? Người Pha-ri-siêu nghe đám đông thì thầm những điều này về Chúa Giê-xu, nên họ và các thượng tế cử vài tên lính gác tới bắt Ngài. Ta sẽ ở với các ngươi ít lâu nữa thôi, và rồi ta sẽ về với đấng đã sai ta. Các ngươi sẽ đi tìm nhưng không tìm được, vì ngươi không thể đến được nơi ta sẽ ở. Các lãnh đạo Do Thái nói với nhau: ông ấy sắp đi đến đâu mà chúng ta sẽ không tìm được nhỉ? Hay ông ta sẽ đến với các kiều bào của chúng ta ở các thành phố Hy Lạp và giảng cho người Hy Lạp? Ông ta nói chúng ta sẽ đi tìm ông ta nhưng sẽ không tìm được, và chúng ta sẽ không thể đến nơi ông ta sẽ ở. Như vậy là ý gì? Vào ngày cuối cùng cũng là ngày quan trọng nhất của kỳ lễ, Chúa Giê-xu đứng lên và lớn tiếng nói với tất cả: hễ ai khác, hãy đến với ta. Người tin ở ta cũng nên uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng Ngài sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Chúa Giê-xu đang muốn nói về Thánh Linh mà những kẻ tin Ngài sẽ đón nhận. Vì lúc đó Thánh Linh vẫn chưa được ban ra, vì Chúa Giê-xu vẫn chưa được mọi người tôn vinh. Một số người trong đám đông nghe Ngài nói: người này thật là một đấng tiên tri. Chúa cứu thế sẽ không đến từ Galilê. Kinh Thánh nói rằng Chúa cứu thế sẽ là hậu duệ của vua David và sẽ được sinh ra ở Bethlehem, quê hương của vua David. Vậy là có một sự phân rẽ trong đám đông vì Chúa Giê-xu. Một số người muốn bắt giữ Ngài, nhưng không ai tra tay vào Ngài. Khi các lính gác quay lại, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hỏi họ: tại sao không giải ông ta đến? Chưa bao giờ có ai nói năng như người này cả. Các anh cũng bị lừa sao? Anh có biết ai trong giới lãnh đạo hay người Pha-ri-sêu nào tin ông ấy sao? Đám người này không biết luật Môi-se. Nên họ mới bị Chúa nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người là Ni-cô-đêm, người đã từng đi gặp Chúa Giê-xu trước đây. Theo luật của chúng ta thì không được kết tội ai khi chưa lắng nghe họ và tìm hiểu xem họ đã làm gì. Dạ, ngươi cũng đến từ Galilê sao? Nghiên cứu Kinh Thánh đi, ngươi sẽ chẳng thấy tiên tri nào xuất thân từ Galilê. Sau đó mọi người ra về, còn Chúa Giê-xu thì đi lên núi Ô Liu. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngài trở lại đền thờ. Tất cả mọi người vây quanh Ngài. Ngài ngồi xuống và bắt đầu giảng cho họ. Những giáo sư giảng dạy lề luật và người Pha-ri-sêu giải một người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang phạm tội ngoại tình và bắt cô ta đứng trước toàn thể bọn họ. Thưa Thầy, đây, người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môi-se của chúng ta thì loại phụ nữ như thế này phải bị ném đá đến chết. Giờ ý thầy thế nào? Họ nói vậy để bẫy Chúa Giê-xu.
để họ có cớ buộc tội ngài. Nhưng ngài cúi xuống và dùng ngón tay viết lên mặt đất. Khi họ đứng đó và hỏi ngài, ngài đứng thẳng dậy. Kẻ nào trong các ngươi chưa từng phạm tội thì được ném đá đầu tiên. Sau đó ngài lại cúi xuống và viết lên mặt đất. Khi họ nghe điều này, tất cả bỏ đi, từng người một. Người lớn tuổi đi trước. Chỉ còn lại mình Chúa Giê-xu cùng người phụ nữ vẫn đang đứng đó. Ngài đứng thẳng dậy. Họ đâu rồi? Không ai ở lại kết tội ngươi sao? Thưa ngài không. Thế thì ta cũng không kết tội ngươi. Đi đi, nhưng đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu lại nói chuyện với người Pha-ri-sêu. Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ có ánh sáng của sự sống và không phải đi trong bóng tối. Giờ thầy đang tự làm chứng cho chính mình. Những điều thầy nói là vô giá trị. Phải. Mặc dù ta tự làm chứng cho mình, thì những điều ta nói là đúng. Vì ta biết ta đến từ đâu và sẽ đi tới đâu. Các ngươi không biết ta đến từ đâu hay sẽ đi đâu. Các ngươi phán xét theo kiểu người phàm. Ta không phán xét ai. Nhưng nếu ta phải làm thế, phán xét của ta sẽ đúng. Vì không chỉ có mình ta, Chúa Cha là đấng sai ta ở cùng ta. Lệ luật của các ngươi đã viết rằng, khi có hai nhân chứng đồng thuận, những điều họ nói là đúng. Ta làm chứng cho ta, và Chúa Cha cũng là đấng sai ta, cũng làm chứng cho ta. Cha của thầy đâu? Các ngươi không hề biết ta hay cha ta. Nếu các ngươi biết ta, các ngươi cũng sẽ biết cha ta. Chúa Giê-xu nói tất cả điều này khi ngài giảng ở đền thờ, trong căn phòng nơi để những thùng tiền dâng cúng. Và không ai bắt ngài, vì giờ của ngài vẫn chưa tới. Ta sẽ đi, còn các ngươi sẽ đi tìm, nhưng sẽ mang tội mà chết. Nơi ta đi, các ngươi sẽ không thể đến. Ông ấy nói chúng ta không thể đến nơi mà ông ấy sẽ đến. Có phải là ông ta sẽ tự tử không? Các ngươi là người của hạ giới, còn ta đến từ thượng giới. Các ngươi đến từ thế giới này, còn ta thì lại không. Nên đã nói với các ngươi rằng các ngươi sẽ mang tội mà chết. Và các ngươi sẽ mang tội mà chết nếu các ngươi không tin rằng ta là đấng hằng hữu. Thầy là ai? Là những gì ta nói với các ngươi ngay từ đầu. Ta có nhiều điều để kể về các ngươi và để kết tội các ngươi. Tuy nhiên, đấng đã sai ta là chân thật. Và ta chỉ nói cho thế gian những điều ta nghe được từ ngài. Họ đã không hiểu rằng Chúa Giê-xu đang nói với họ về Chúa Cha. Khi các ngươi nâng cao con người, các ngươi sẽ biết rằng ta là đấng hằng hữu. Khi ấy các ngươi sẽ biết ta không làm gì theo ý mình, mà ta chỉ nói những điều Chúa Cha đã chỉ dẫn ta nói.
và đấng sai ta vẫn ở bên ta. Ngài không bỏ ta một mình, vì ta luôn làm những việc khiến cho Ngài hài lòng. Nhiều người nghe Chúa Giê-xu nói những điều này thì tin Ngài. Nếu các ngươi vâng giữ lời ta thì chính là môn đồ của ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Chúng tôi là con cháu của Abraham và chưa hề làm nô lệ cho ai. Ngài có ý gì khi nói sẽ được giải phóng? Thật vậy ta bảo các ngươi, ai phạm tội thì sẽ là nô lệ của tội lỗi. Một kẻ nô lệ không thuộc về một gia đình mãi, nhưng đứa con lại mãi thuộc về nơi đó. Nếu đứa con giải phóng cho các ngươi thì sẽ thực sự được tự do. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham nhưng muốn giết ta vì các ngươi không chấp nhận lời dạy của ta. Ta nói về những điều Chúa Cha ta đã chỉ ta, nhưng các ngươi lại làm theo những điều mà cha các ngươi bảo. Cha chúng tôi là Abraham. Cha chúng tôi là Abraham. Nếu các ngươi thực sự là con của Abraham, các ngươi đã làm theo những gì ông ấy làm. Những gì ta làm là kể các ngươi sự thật ta nghe từ Chúa, vậy mà các ngươi muốn giết ta. Abraham không làm việc nào như vậy. Ngươi làm theo cha các ngươi thôi. Đức Chúa Trời là người cha duy nhất của chúng tôi, và chúng tôi mới là con thật của Ngài. Nếu Ngài đúng là cha của các ngươi, ngươi sẽ yêu mến ta, vì ta đến từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ ta ở đây, ta không đến theo ý nguyện của chính mình, nhưng Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu những điều ta nói? Đó là vì các ngươi không chịu lắng nghe lời của ta. Các ngươi là con của cha các ngươi, là quỷ dữ, và các ngươi muốn làm theo ý muốn của cha các ngươi thôi. Ngay từ đầu hắn là kẻ giết người và không đứng về phía sự thật, vì không có sự thật ở trong hắn. Vì hắn nói dối, hắn chỉ thuận theo bản năng của mình. Vì hắn là kẻ dối trá và là cha đẻ của sự dối trá. Nhưng ta nói sự thật, và chính vì thế các ngươi không tin ta. Ai trong các ngươi chứng minh rằng ta là người có tội? Nếu ta nói sự thật thì tại sao các ngươi không tin ta? Ai đến từ Đức Chúa Trời lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng các ngươi không đến từ Đức Chúa Trời, vì vậy các ngươi sẽ không lắng nghe. Chúng tôi không đúng khi nói rằng thầy là một người Samari và mang một con quỷ trong người sao? Ta không hề có con quỷ nào. Ta tôn kính cha ta, nhưng các ngươi lại bất kính với ta. Ta không tìm kiếm vinh hiển cho mình, nhưng có một đấng đang tìm kiếm nó và phán xét bên vực ta. Thật vậy ta bảo các ngươi, người nào vâng theo lời ta thì sẽ không bao giờ chết. Giờ thì chúng tôi biết chắc thầy mang một con quỷ. Abraham chết, các tiên tri cũng chết. Còn thầy thì nói ai vâng giữ lời giảng của thầy sẽ không chết. Abraham cha chúng tôi đã chết. Thầy không tự nhận mình vĩ đại hơn Abraham đó chứ? Cả những tiên tri cũng đã chết. Thầy nghĩ thầy là ai? Nếu ta muốn các ngươi tôn vinh ta, sự tôn vinh đó sẽ chẳng có giá trị. Người tôn vinh ta chính là cha ta, đấng các ngươi nhận là Đức Chúa Trời của mình. Các ngươi chưa từng biết Ngài, nhưng mà ta biết. Nếu ta nói ta không biết Ngài, ta sẽ là kẻ nói dối giống như các ngươi, nhưng ta biết Ngài, và ta nghe theo lời của Ngài. Abraham cha các ngươi, hân hoan, vì người nhìn thấy thời khắc ta đã đến. Người đã thấy và vui mừng. Thầy thậm chí còn chưa đến 50 tuổi mà đã gặp Abraham rồi sao? Đúng rồi. Thật vậy ta bảo các ngươi, trước khi Abraham ra đời, ta hằng hữu. Ném đá hắn đi. Rồi họ nhặt đá lên để ném Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu ẩn mình và rời khỏi đền thờ.
Khi Chúa Giê-xu đang đi trên đường, Ngài nhìn thấy một người đàn ông bị mù bẩm sinh. Thưa Thầy, là tội lỗi của ai đã khiến người này mù bẩm sinh? Là của anh ta hay của cha mẹ anh ta? Sự mù lòa này không liên quan tới tội của anh ta hay là của cha mẹ anh ta. Anh ta mù để quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua anh ta. Miễn là ban ngày, chúng ta phải tiếp tục làm công việc của đấng sai ta đến. Màn đêm buông xuống khi không còn ai làm việc. Khi ta còn trên thế gian, ta là ánh sáng của thế gian. Sau khi Ngài nói điều này, Chúa Giê-xu nhổ lên mặt đất và trộn bùn bằng nước bọt. Ngài bôi bùn lên mắt của người đàn ông. Hãy đi rửa mặt trong hồ Siloam. Tên này nghĩa là được sai đi. Thế là người đàn ông ấy đi rửa mặt và quay lại cùng đôi mắt sáng. Rồi hàng xóm và những người từng thấy anh ta ăn xin trước đó đã hỏi: chẳng phải đây là kẻ từng ngồi ăn xin sao? Đúng là hắn rồi. Không phải đâu, hắn chỉ trông giống người đó thôi. Tôi chính là người đó. Sao giờ anh nhìn thấy được vậy? Người đàn ông tên Giê-xu nặng ít bùn đắp lên mắt tôi, rồi bảo tôi đến hội Siloam rửa mặt. Tôi đã đi. Và ngay sau khi tôi rửa mặt, tôi nhìn được ông ấy đâu? Tôi không biết. Thế là người đàn ông từng bị mù bị đưa đến gặp người Pha-ri-sêu. Ngày mà Chúa Giê-xu nặng bùn và chữa cho ông ấy hết mù lòa là ngày Sa-bát. Người Pha-ri-sêu sau đó hỏi lại người đàn ông mù làm thế nào anh ta nhìn thấy được. Người đó đắp bùn lên mắt tôi. Tôi đi rửa mặt. Và thế là tôi nhìn được. Người làm việc này không thể đến từ Đức Chúa Trời, vì người này không tuân theo luật ngày Sa-bát. Làm sao một kẻ tội đồ có thể làm được những dấu lạ như thế? Và rồi có sự chia rẽ giữa họ. Anh nói người đó đã chữa cho anh hết mù. Vậy thì anh nói ông ta là ai? Là một tiên tri. Tuy nhiên các lãnh đạo Do Thái không chịu tin rằng anh ta từng bị mù và giờ đã nhìn thấy được, nên họ mời bố mẹ anh ta tới. Đây là con của ông bà. Ông nói người này bị mù bẩm sinh, vậy thì sao giờ hắn lại nhìn được? Chúng tôi biết nó là con trai chúng tôi, và chúng tôi biết nó bị mù bẩm sinh. Nhưng chúng tôi không biết làm thế nào mà giờ nó lại nhìn thấy được. Chúng tôi cũng không biết ai chữa cho nó hết mù. Hãy hỏi nó. Nó đủ lớn rồi và nó có thể tự trả lời.
Bố mẹ anh ta nói điều này vì họ sợ các nhà lãnh đạo Do Thái. Bởi các nhà lãnh đạo Do Thái đã thống nhất bất cứ ai thừa nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế thì sẽ bị đuổi ra khỏi hội đường. Thế nên bố mẹ anh ta mới nói, nó đủ lớn rồi, hãy hỏi nó. Thế là họ lại mời người đàn ông từng bị mù tới lần thứ hai. Hãy hứa trước Đức Chúa Trời rằng anh sẽ nói sự thật. Chúng tôi biết người đàn ông chữa cho anh là kẻ có tội. Tôi không biết ngài ấy có tội hay không. Nhưng có một điều tôi biết rõ. Tôi từng bị mù. Và giờ đã nhìn thấy. Ông ta đã làm gì với anh? Ông ta chữa cho anh hết mù bằng cách nào? Tôi đã nói cho các ông mà các ông không chịu nghe. Sao các ông lại muốn nghe lại chứ? Có lẽ các ông cũng muốn làm môn đồ của ngài chăng? Họ lăng mạ anh và bảo, người mới là kẻ môn đồ của hắn, còn bọn ta là môn đồ của Môi-se. Bọn ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, nhưng còn ông ta, bọn ta thậm chí không biết ông ta từ đâu đến. Điều đó thật là kỳ lạ. Các ông không biết ông ta từ đâu tới, nhưng chính ông ta đã chữa cho tôi khỏi mù. Chúng ta biết Chúa không lắng nghe kẻ có tội, nhưng ngài lắng nghe những kẻ tôn kính ngài và làm theo ý muốn của ngài. Từ thuở sơ khai đến nay, chưa một ai từng nghe đến người nào mở mắt cho một người mù bẩm sinh. Nếu không từ Đức Chúa Trời mà đến, ông ta sẽ không thể làm được gì. Người sinh ra và lớn lên trong tội lỗi, và ngươi đang định lên mặt dạy bọn ta sao? Thế là họ đuổi anh ta ra khỏi hội đường. Khi Chúa Giê-xu biết chuyện, ngài tìm người đó. Anh có tin vào con người không? Xin cho tôi biết đấng ấy là ai để tôi có thể tin. Anh đã nhìn thấy rồi, và đấng ấy chính là người đang nói chuyện với anh đây. Thưa ngài, tôi tin. Và anh quỳ xuống trước Chúa Giê-xu. Ta đến thế gian này để phán xét, để người mù thấy được và những kẻ thấy được hóa mù lòa. Một số người Pha-ri-siêu có mặt ở đó nghe ngài nói điều này thì hỏi, không phải thầy đang có ý muốn nói chúng tôi cũng mù chứ? Nếu các ngươi mù thì các ngươi sẽ không có tội, nhưng vì các ngươi tự nhận mình thấy được, nghĩa là các ngươi vẫn có tội. Thật vậy, ta bảo các ngươi, kẻ không qua cánh cổng mà lại trèo vào chuồng chiên bằng đường khác chính là kẻ trộm và kẻ cướp. Nhưng ai đi vào qua cánh cổng chính là người chăn chiên. Người gác cổng mở cổng cho anh ta. Chiên nghe thấy tiếng anh ta gọi tên từng con, và anh ta dắt chúng ra ngoài. Khi đã đưa chúng ra ngoài, đàn chiên theo sau anh ta vì chúng nhận ra giọng của anh. Chúng sẽ không đi theo ai khác mà sẽ bỏ chạy khi gặp người lạ, bởi vì chúng không quen giọng người lạ. Chúa Giê-xu kể cho họ chuyện ngụ ngôn này, nhưng họ lại không hiểu được ý ngài. Vì thế Chúa Giê-xu nói lại, thật vậy, ta bảo các ngươi, ta chính là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đến đây trước ta là lũ trộm cướp, và chiên sẽ không nghe theo lời họ. Chính ta là cửa. Ai qua ta mà vào sẽ được cứu. Người ấy bước vào, bước ra và tìm được đồng cỏ. Còn kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt thôi. Ta đã đến để chiên được sống và có sự sống dư dật. Là người chăn hiền lành, ta sẵn sàng chết vì đàn chiên. Còn về kẻ chăn thuê, không phải là người chăn thật vì chiên không phải của hắn. Khi thấy sói tới gần, hắn ta bỏ đàn chiên và chạy trốn. Thế là con sói vồ lấy đàn chiên và chúng chạy tán loạn. Người chăn thuê bỏ chạy vì hắn ta chỉ là người làm công, nên không quan tâm đến đàn chiên. Ta là người chăn hiền lành, vì Chúa Cha biết ta, và ta biết Chúa Cha. Cũng như ta biết chiên ta, và chúng biết ta. Và ta sẵn lòng chết vì chúng.
Còn có những con chiên khác thuộc về ta, nhưng mà không có trong chuồng chiên này. Ta phải mang cả chúng đến nữa. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên với một người chăn. Chúa cha yêu ta, vì ta sẵn lòng từ bỏ sự sống của mình để có thể đón nhận lại nó một lần nữa. Không ai lấy đi mạng sống của ta. Ta tự nguyện từ bỏ mạng sống của mình. Ta có quyền từ bỏ sự sống của mình, và ta cũng có quyền được lấy lại nó. Đây là những việc Chúa cha ta đã ra lệnh cho ta làm. Những lời này lại lần nữa gây nên sự chia rẽ trong dân chúng. Ông ta bị quỷ ám. Ông ta bị điên rồi. Tại sao cô lại nghe ông ta? Một người bị quỷ ám thì không thể nói như thế này được. Làm sao quỷ có thể bàn ánh sáng cho người mù được? Đang là mùa đông và lễ cung hiến đền thờ đang diễn ra ở Jerusalem. Chúa Giê-xu đi dạo ở hành lang Salomon trong đền thờ khi dân chúng vây quanh Ngài. Thầy còn định để chúng tôi thắc mắc bao lâu nữa? Hãy cho chúng tôi biết sự thật, thầy là Chúa cứu thế phải không? Ta nói với các ngươi rồi nhưng các ngươi không chịu tin. Những việc mà ta làm nhân danh cha đã làm chứng cho ta. Các ngươi không chịu tin vì các ngươi không phải chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng sẽ bất tử. Không ai có thể cướp lấy chiên khỏi tay ta. Những gì cha ta đã trao cho ta vĩ đại hơn tất thảy, và không ai có thể cướp họ khỏi tay Chúa cha được. Chúa cha và ta là một. Thế là dân chúng một lần nữa nhặt đá ném Ngài. Các người đã chứng kiến ta làm bao nhiêu việc tốt mà Chúa cha đã giao cho ta. Vì việc nào mà các người muốn ném đá ta? Chúng tôi ném đá ông không phải vì việc tốt ông làm, mà vì ông đã phạm thượng. Ông chỉ là người phàm nhưng lại tự cho mình là Chúa. Luật của chính các ngươi đã viết rằng Đức Chúa Trời bảo các ngươi là thần. Chúng ta đều biết những điều Kinh Thánh nói là luôn luôn đúng. Và Chúa đã gọi những người đó là thần, những người mà qua họ thông điệp của Ngài được rao giảng. Về phần ta, Chúa cha đã chọn ta và sai ta đến thế gian. Vậy thì sao các ngươi có thể nói ta phạm thượng? Vì ta nói ta là con Đức Chúa Trời chứ. Vậy thì các ngươi đừng tin ta nếu ta không làm những công việc mà cha ta muốn ta làm. Nhưng nếu ta làm, thì dù các ngươi không tin ta, ít nhất các ngươi cũng nên tin vào những việc làm của ta, để các ngươi được biết một lần cho xong rằng Chúa cha ở trong ta và ta ở trong Chúa cha. Một lần nữa họ cố bắt giữ Chúa Giê-xu, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ. Sau đó, Chúa Giê-xu trở lại qua sông Giô-đanh đến nơi răng đã làm phép thanh tẩy. Và Ngài nghĩ lại đó. Nhiều người đến với Ngài. Họ nói răng không làm dấu lạ nào cả. Nhưng mọi điều răng nói về người này đều đúng. Và nhiều người ở đó tin vào Ngài. Có một người tên là Lazaro sống ở Bethany đang bị bệnh. Bethany là thị trấn nơi Mary và chị gái là Martha sống. Mary này là người đã đổ dầu thơm quý giá lên chân Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Người bị bệnh chính là Lazaro, anh của họ. Hai chị em nhờ người đến nói với Ngài rằng
Thưa Chúa, bản thân Ngài đang bệnh. Khi Chúa Giê-xu nghe được, Ngài nói đến cuối cùng căn bệnh này sẽ không giết chết Lazaro đâu. Việc này xảy ra để làm vinh hiển Chúa, và đó sẽ là cách mà nhờ vào đó con Đức Chúa Trời được tôn vinh. Chúa Giê-xu quý Martha cùng em gái nàng và Lazaro. Tuy nhiên, khi nghe tin Lazaro bị bệnh, Ngài tiếp tục ở lại nơi đang ở thêm 2 ngày. Rồi Ngài nói với các môn đồ rằng chúng ta hãy quay lại Giu-đê. Thưa Thầy, mới cách đây ít lâu dân chúng ở đó còn muốn ném đá Thầy. Và giờ Thầy muốn quay lại đó à? Ban ngày có 12 giờ đúng không? Nên những kẻ bước đi giữa ban ngày sẽ không vấp ngã, vì họ nhìn thấy ánh sáng của thế gian. Nhưng nếu họ bước đi giữa đêm tối thì sẽ vấp ngã, vì họ không có ánh sáng. Bạn của chúng ta, Lazaro đã ngủ, nhưng ta sẽ đến đánh thức anh ấy. Nếu đang ngủ thì anh ta sẽ khỏe lại thưa Chúa. Chúa Giê-xu muốn nói rằng Lazaro đã chết, nhưng họ lại tưởng ý Ngài là anh ta ngủ thật. Vì thế Chúa Giê-xu nói rõ ràng với họ: Lazaro đã chết. Nhưng vì các ngươi, ta mừng vì ta không ở bên anh ấy, để cho các ngươi tin. Ta đến chỗ của anh ta thôi. Tô-ma, con được gọi là song sanh, nói với các đồng môn của mình rằng: tất cả chúng ta hãy đi cùng Thầy, để chúng ta được chết với Ngài. Khi Chúa Giê-xu đến nơi, Ngài nhận ra rằng Lazaro đã được chôn trong mộ 4 ngày trước rồi. Bethany cách Jerusalem chừng 3 cây số, và nhiều người Giu-đê đã đến thăm Martha và Mary để an ủi họ về cái chết của anh trai. Khi Martha nghe nói Chúa Giê-xu sắp đến, cô ra ngoài gặp Ngài. Nhưng Mary thì ở lại trong nhà. Nếu Ngài có ở đây thưa Chúa, thì anh trai con đã không chết. Nhưng con biết rằng kể cả lúc này, Đức Chúa Trời vẫn sẽ ban cho Ngài mọi điều Ngài cầu xin. Anh trai ngươi sẽ sống lại. Con biết anh ấy sẽ sống lại vào ngày cuối cùng. Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta, sẽ không bao giờ chết. Người có tin không? Thưa có. Con tin Ngài là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời, đấng phải đến thế gian. Sau khi Martha nói xong, cô quay trở vào và gọi riêng em gái mình là Mary. Thầy đang ở đây và đang gọi em đó. Khi Mary nghe điều này, cô đứng dậy chạy vội ra ngoài để gặp Ngài. Chúa Giê-xu vẫn chưa vào trong làng, vẫn ở nơi mà Martha đã gặp Ngài. Những người ở trong nhà với Mary để an ủi cô, đi theo cô khi thấy cô đứng dậy và chạy đi. Họ tưởng Mary sẽ ra mộ để than khóc ở đó. Mary đến chỗ Chúa Giê-xu và ngay khi nhìn thấy Ngài, Mary sụp xuống chân Ngài. Có ở đây, anh trai con đã không chết. Chúa Giê-xu thấy cô khóc, và Ngài thấy những người đi cùng cô cũng đang than khóc. Lòng Ngài cảm động, Ngài thấy xót xa trong lòng. Các người chôn mình ta ở đâu? Đến mà xem thưa Chúa. Ngài đã khóc,
Người ta nói hãy xem ngài yêu quý Lazaro biết bao. Nhưng vài người khác lại nói ngài đã chữa lành cho người mù phải không? Mà ngài không cứu Lazaro khỏi cái chết được sao? Chúa Giê-xu lại xúc động trong lòng. Ngài đến hầm mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá được chắn ngang ở cửa. Hãy lăn tảng đá đó đi. Sẽ có mùi hôi, thưa chúa. Anh ấy được dồn 4 ngày rồi. Chẳng phải ta đã nói rằng ngươi sẽ thấy dinh hiển của chúa nếu ngươi tin sao? Họ lăn tảng đá đi. Chúa Giê-xu nhìn lên trời. Con cảm ơn cha vì đã nhậm lời con. Dù con biết cha luôn nhậm lời con, nhưng con nói điều này vì ích lợi của những người này, để họ tin rằng cha đã sai con đến. Sau khi nói xong, Chúa Giê-xu lớn tiếng gọi. Lazaro, hãy bước ra. Anh ta bước ra. Tay và chân của anh ta vẫn đang quấn vải liệm và mặt vẫn được phủ khăn. Hãy gỡ ra và để anh ấy đi. Nhiều người đến thăm Mary chứng kiến những gì Chúa Giê-xu đã làm và họ tin ngài. Nhưng một số người quay lại chỗ người Pha-ri-sêu và kể cho họ những việc Chúa Giê-xu đã làm. Vì vậy người Pha-ri-sêu và các thượng tế họp cùng hội đồng lãnh đạo và hỏi: ta nên làm gì đây? Hãy nhìn tất cả những dấu lạ mà người này đang thực hiện. Nếu như chúng ta cứ như thế thì mọi người sẽ tin người ấy hết, và giới chức La Mã sẽ hành động và hủy diệt đền thờ cùng cả đất nước chúng ta. Một trong số họ tên là Cai-pha, là thượng tế năm đó, nói: thật đúng là lũ ngốc. Các người không thấy rằng thà để một người chết cho toàn thể toàn dân là có lợi hơn, thay vì để cả đất nước bị tiêu diệt sao? Thực ra ông ta không nói theo ý mình, nhưng vì là thượng tế năm đó, ông đang tiên tri về việc Chúa Giê-xu sẽ chết cho người Do Thái. Và không chỉ cho người Do Thái, mà còn để đem tất cả những con cái tan lạc của Đức Chúa Trời về làm một. Kể từ hôm đó, các lãnh đạo Do Thái lập kế hoạch giết Chúa Giê-xu. Vì thế Chúa Giê-xu không đi lại cách công khai ở Giu-đê nữa, nhưng rời đi và đến một nơi gần sa mạc, một thị trấn có tên là Ê-phra-im, nơi ngài nghỉ lại cùng các môn đồ. Thời khắc lễ vượt qua đã đến gần. Nhiều người từ các miền quê đến Jerusalem để tiến hành nghi lễ thanh tẩy trước khi đến ngày lễ. Họ đang tìm Chúa Giê-xu, và khi họ đang tụ tập trong đền thờ, họ hỏi nhau: các vị nghĩ sao? Ông ấy có lên dự lễ không nhỉ? Các thượng tế và người Pha-ri-sêu đã ra lệnh: nếu ai biết Chúa Giê-xu ở đâu thì phải trình báo, để họ có thể bắt ngài. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giê-xu đến làng Bethany, quê hương của Lazaro, kẻ mà ngài đã cứu sống lại.
Họ chuẩn bị một bữa tối cho ngài ở đó. Bác ta giúp phục vụ. Lazaro là một trong những người ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu. Rồi Mary lấy một lọ đầy dầu cam tùm hương, rất là quý giá. Tưới nó lên chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau chân ngài. Mùi hương ngọt ngào của dầu thơm tràn ngập cả ngôi nhà. Một trong các môn đồ của Chúa Giêsu, Judas Iscariot, kẻ mà sắp sửa phản ngài, nói: sao không đem bán dầu thơm này để lấy 300 đồng bạc chứ? Với số tiền ấy, ta có thể cho người nghèo. Hắn nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, mà vì hắn là kẻ trộm. Hắn giữ túi tiền nên hắn có thể tự ý lấy tiền. Hãy mặc kệ nàng, để nàng dành những gì nàng có cho ngày chôn cất ta. Những người nghèo sẽ luôn ở với các ngươi, nhưng ta thì không đâu. Một đám đông nghe nói Chúa Giêsu đang ở Bethany, nên họ đến đó không phải chỉ vì Chúa Giêsu mà còn để xem Lazaro, người mà ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Vì vậy các thượng tế cũng lập kế hoạch giết cả Lazaro nữa. Bởi vì anh mà nhiều người Do Thái đang chối bỏ họ và tin vào Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, đám đông trước đó đã dự lễ vượt qua, nghe nói Chúa Giêsu đang đến Jerusalem, nên họ mang theo những cành cọ rồi ra ngoài để gặp ngài. Họ reo rằng: ngợi khen Chúa, Chúa ban phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Chúa ban phước cho vua Israel. Chúa Giêsu tìm được một con lừa rồi cưỡi lên lưng nó, y như kinh thánh chép: xin đừng sợ, hỡi thành Sion, vua của các người đây, cưỡi trên lưng một con lừa non. Đó, các môn đồ của ngài không hiểu điều này, nhưng khi Chúa Giêsu đã được vinh hiển, họ nhớ lại rằng kinh thánh đã nói điều này về ngài, và họ đã làm việc này cho ngài. Những người đã có mặt lúc Chúa Giêsu gọi Lazaro ra khỏi mộ và giúp anh sống lại từ cõi chết đã thuật lại chuyện đó. Vì vậy đám đông đi gặp ngài, vì họ nghe nói ngài đã thực hiện dấu lạ này. Sau đó những người Pha-ri-siêu nói với nhau rằng: thế đó, chúng ta chẳng làm được gì cả. Kìa, cả thiên hạ đang chạy theo ông ta. Vài người Hy Lạp thuộc trong số những người trước đó đã đến Jerusalem để thờ phượng trong kỳ lễ. Họ đến gặp Philip, quê ở Bethsaida, miền Galilee, và nói: thưa, chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Philip đi và nói với Andre. Rồi hai người đi thưa với Chúa Giêsu. Giờ phút hiển dinh của con người đã đến rồi. Thật vậy, ta bảo các ngươi, một hạt lúa mì vẫn chỉ là một hạt lúa mì, trừ phi nó được gieo xuống đất và chết đi. Nhưng nếu chết đi, nó sẽ sinh ra nhiều hạt lúa khác. Người nào yêu sự sống mình sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình trong thế gian này
sẽ giữ được nó ở cõi đời đời. Nếu ai muốn phục vụ ta phải đi theo ta. Để ta ở đâu thì đầy tớ ta cũng sẽ ở đó. Người nào phục vụ ta sẽ được cha ta tôn quý. Giờ lòng ta đang phiền não, ta biết nói gì đây? Ta có nên nói thưa cha? Xin đừng để giờ khắc này đến với con không? Nhưng đó là lý do ta đến, để ta có thể trải qua giờ khắc thống khổ này. Thưa cha, xin làm vinh hiển danh cha. Rồi một giọng nói từ trời xuống rằng: ta đã làm vinh hiển rồi, và ta sẽ lại làm nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy giọng nói, vài người trong đó nói đó là tiếng sấm. Có kẻ khác lại nói: một thiên sứ đã nói chuyện với ngài. Tiếng này vọng xuống không phải vì ta, mà là vì các ngươi. Giờ là lúc thế gian này bị phán xét. Giờ kẻ cai trị thế gian này sẽ bị lật đổ. Lúc ta được nhấc lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng với ta. Ngài nói vậy là để ám chỉ về cái chết mà ngài sắp phải chịu. Lề luật của chúng tôi nói rằng Chúa cứu thế sẽ sống đời đời. Thế thì làm sao thầy có thể nói rằng con người phải được nhấc lên? Ai là con người vậy? Anh sáng sợ với các ngươi thêm ít lâu nữa. Hãy tiếp tục bước đi trong khi còn ánh sáng, để bóng tối không ập lên các ngươi. Vì kẻ bước đi trong bóng tối sẽ không biết mình đang đi đâu. Khi còn ánh sáng thì hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi sẽ trở thành con cái của sự sáng. Sau khi Chúa Giê-xu nói xong thì Ngài lánh đi rồi giấu mình khỏi bọn họ. Mặc dù Ngài đã thực hiện những dấu lạ này ngay trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài, để những gì tiên tri Isaiah đã nói thành sự thật. Lạy Chúa, ai tin vào những lời chúng con rao báo? Đức Chúa đã hé lộ về quyền năng của Ngài cho ai? Họ không thể tin bởi vì Isaiah còn nói rằng Chúa đã làm mù mắt họ và đóng tâm trí họ, để mắt họ không nhìn thấy, trí óc họ không hiểu thấu, và họ sẽ trở lại cùng ta, Chúa phán, để ta chữa cho họ. Isaiah nói vậy vì ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giê-xu và nói về Ngài. Ngay cả lúc đó, nhiều người lãnh đạo Do Thái cũng đã tin Chúa Giê-xu, nhưng vì người Pha-ri-siêu nên họ đã không công khai, để không bị đuổi khỏi hội đường. Họ yêu thích sự chấp thuận của con người hơn là của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu lớn tiếng nói rằng: người nào tin ta, không chỉ tin ở ta mà còn tin ở đấng đã sai ta. Ai thấy ta cũng chính là thấy đấng đã sai ta. Ta đã đến thế gian này như ánh sáng, để người nào tin ta không còn ở trong bóng tối nữa. Kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, ta sẽ không phán xét họ. Ta đến không phải để phán xét thế gian mà để cứu thế gian. Những ai khước từ ta và không nhận lời ta thì có một người sẽ phán xét họ. Những lời mà ta nói sẽ là thứ phán xét họ vào ngày cuối cùng. Điều này là thật, vì ta không lên tiếng theo ý của mình đâu. Nhưng cha đã đấng sai ta, truyền cho ta những điều ta phải nói. Và ta biết mệnh lệnh của Ngài đem đến sự sống đời đời. Nên những điều mà ta nói là những điều cha ta đã chỉ bảo.
Giờ đã là ngày trước ngày lễ vừa qua. Chúa Giê-xu biết rằng thời khắc mà Ngài rời thế gian và trở về với Chúa Cha đã đến. Ngài đã luôn yêu những kẻ thuộc về mình ở trên thế gian, và Ngài sẽ yêu họ cho đến cùng. Chúa Giê-xu và các môn đồ đang dùng bữa tối. Quỷ dữ đã gieo vào trong lòng của Giu-đa, con trai của Simon Iscariot, ý nghĩ phản bội Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu biết rằng Chúa Cha đã trao hoàn toàn mọi sự trong tay Ngài. Ngài biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời và sẽ về với Đức Chúa Trời. Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo khoác ngoài và quấn một chiếc khăn quanh hông. Ngài đổ một ít nước vào chậu rửa, rồi bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Sau đó lau chân họ bằng chiếc khăn ở hông. Ngài bước đến chỗ Simon Phêrô. Thưa Chúa, Ngài định rửa chân cho tôi sao? Giờ ngươi không hiểu việc ta đang làm đâu, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Không bao giờ có chuyện Ngài sẽ rửa chân cho tôi đâu. Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi sẽ không còn là môn đồ của ta nữa. Thưa Chúa, xin Ngài đừng chỉ rửa chân cho tôi. Xin hãy rửa tay và cái đầu nữa. Ai đã tắm rửa rồi thì đã sạch sẽ hoàn toàn và không cần phải rửa mình nữa, ngoại trừ đôi bàn chân. Các ngươi đã được sạch. Chỉ trừ một người. Chúa Giê-xu đã biết ai sẽ phản bội Ngài. Vì thế Ngài nói, các ngươi đã được sạch chỉ trừ một người. Sau khi Chúa Giê-xu đã rửa chân cho họ, Ngài khoác áo ngoài vào, rồi quay lại chỗ của mình ở bàn ăn. Các ngươi có hiểu việc ta vừa làm không? Các ngươi gọi ta là Chúa, là Thầy. Các ngươi làm thế là đúng, bởi vì ta thật là như thế. Ta là Chúa và Thầy các ngươi vừa rửa chân cho các ngươi. Vậy thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau đi. Ta vừa làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm đúng những gì mà ta vừa làm. Thật vậy, ta bảo các ngươi, không có đầy tớ nào lớn hơn chủ, và sứ giả không bao giờ lớn hơn người sai mình. Giờ các ngươi đã biết sự thật này, các ngươi sẽ vui mừng hơn nếu các ngươi thực hành. Ta không nói đến tất cả các ngươi. Ta biết những kẻ ta đã chọn. Nhưng lời kinh thánh phải được ứng nghiệm khi nói rằng kẻ ăn bánh cùng ta đã phản ta. Giờ ta nói việc này trước khi nó xảy ra, để khi mọi việc xảy đến, các ngươi sẽ tin ta là đấng hằng hữu. Thật vậy ta bảo các ngươi, ai tiếp người mà ta sai đến, tức là tiếp ta. Và ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta.
Sau khi Chúa Giê-xu nói điều này, Ngài vô cùng phiền muộn và công khai tuyên bố: Thật vậy ta bảo các ngươi, một trong số các ngươi sẽ phản bội ta. Các môn đồ nhìn nhau, vô cùng bối rối không hiểu kẻ Ngài nói là ai. Một trong số các môn đồ, người mà Chúa Giê-xu yêu mến, đang ngồi bên cạnh Ngài, Simon Phê-rơ ra hiệu cho ông: Hỏi Ngài xem Ngài đang nói đến ai. Vậy là môn đồ đó lại gần bên Chúa Giê-xu. Thưa Chúa, đó là ai vậy? Người mà ta sẽ chấm miếng bánh này rồi đưa cho chính là kẻ đó. Thế là Ngài cầm một mẩu bánh chấm sốt rồi đưa nó cho Giu-đa, con trai của Simon Iscariot. Ngay sau khi Giu-đa nhận bánh, Satan nhập vào hắn: Nhanh lên, hãy làm việc ngươi phải làm. Không ai trong số các môn đồ ngồi quanh bàn hiểu tại sao Chúa Giê-xu nói điều này với hắn. Vì Giu-đa phụ trách giữ túi tiền, nên một số môn đồ tưởng Chúa Giê-xu bảo anh ta đi mua những thứ cần cho kỳ lễ hay đi giúp đỡ cho người nghèo. Giu-đa nhận lấy mẩu bánh và đi ra ngoài ngay lập tức. Đó là buổi tối. Sau khi Giu-đa rời đi, Chúa Giê-xu nói: Giờ thì con người đã được vinh hiển, và thông qua Ngài, Đức Chúa Trời cũng được vinh hiển. Và nếu vinh quang của Đức Chúa được vinh hiển qua Ngài, thì chính Đức Chúa sẽ bày tỏ vinh quang của con người trong chính Ngài, và Đức Chúa sẽ thực hiện ngay. Hỡi các môn đệ, ta sẽ không ở bên các người lâu nữa. Các người sẽ tìm ta, nhưng ta kể các người lời ta nói với các lãnh đạo Do Thái. Các người không thể đến nơi mà ta sẽ đến. Bây giờ ta sẽ ban cho các ngươi một điều răn mới: hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các ngươi thế nào thì các ngươi hãy yêu thương nhau như vậy. Bởi vì khi các ngươi yêu thương nhau, thì mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ của ta. Thưa Chúa, Ngài sẽ đi đâu? Ngươi không thể theo đến nơi mà ta sẽ đến, nhưng sau này ngươi sẽ theo ta. Thưa Chúa, sao tôi không thể đi theo Ngài lúc này? Tôi sẵn sàng chết vì Ngài. Ngươi có thực sự sẵn sàng chết vì ta? Thật vậy, ta bảo ngươi này, trước khi gà gáy, ngươi sẽ ba lần nói rằng ngươi không biết ta. Đừng quá lo lắng và đau buồn. Hãy tin Đức Chúa Trời, và cũng hãy tin ta nữa. Nhà cha ta có rất nhiều căn phòng, và ta sẽ chuẩn bị một chỗ cho các ngươi. Ta đã không nói điều này nếu nó không đúng. Sau khi ta đi và chuẩn bị chỗ cho các ngươi, ta sẽ trở lại mang các ngươi theo, để các ngươi sẽ ở với ta. Tất cả các ngươi biết đường dẫn đến nơi mà ta sắp đi. Thưa Chúa, chúng tôi không biết Ngài sẽ đi đâu. Vậy thì làm sao chúng tôi biết được đường mà đến đó? Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua ta. Bây giờ các ngươi đã biết ta, các ngươi cũng sẽ biết Cha ta. Và từ giờ các ngươi đã biết Ngài và đã thấy Ngài. Thưa Chúa, xin chỉ chúng tôi về Chúa Cha.
Chúng tôi chỉ cần có vậy. Bao lâu nay ta đã ở bên các ngươi, vậy mà ngươi không biết ta sao, Philip? Ai thấy ta là thấy Chúa Cha, sao ngươi lại nói xin chỉ chúng tôi biết về Chúa Cha? Ngươi không tin ta ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi không đến từ ta. Cha ta đấng luôn ở trong ta đã làm việc đó. Hãy tin ta khi ta nói ta ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong ta. Nếu không thì hãy tin vào những việc mà ta làm. Thật vậy, ta bảo các ngươi, những kẻ tin ta sẽ làm những việc ta làm mà còn làm những việc lớn hơn nữa. Vì ta đi về cùng Chúa Cha, ta sẽ làm bất cứ điều gì các ngươi nhân danh ta mà cầu xin, để danh Chúa Cha được tôn vinh qua Đức Con. Nếu các ngươi nhân danh ta cầu xin điều gì, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu kính ta, các ngươi sẽ làm theo những điều răn của ta. Ta sẽ xin Chúa Cha ban cho các ngươi đấng bảo trợ khác, mà sẽ cùng các ngươi đời đời. Đó là Thánh Linh, người sẽ bày tỏ sự thật về Đức Chúa Trời. Thế gian không nhận ra Ngài, vì họ không thấy Ngài hay biết về Ngài. Nhưng các ngươi biết về Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và trong các ngươi. Khi ta đi, ta sẽ không bỏ mặc các ngươi mà sẽ quay trở lại với các ngươi. Trong ít lâu nữa, thế gian sẽ không còn nhìn thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy. Và vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Khi ngày ấy đến, các ngươi sẽ biết ta ở trong Cha và các ngươi cũng ở trong ta, cũng như ta ở trong các ngươi. Ai tiếp nhận những điều răn của ta và tuân giữ lấy những kẻ yêu kính ta, ai yêu kính ta sẽ được Cha ta yêu. Ta cũng sẽ yêu họ và tỏ mình cho họ. Suda, không phải Suda Iscariot nói. Thưa Chúa, sao có thể có chuyện Ngài sẽ bày tỏ mình với chúng tôi mà không phải với thế giới? Ai yêu kính ta sẽ dâng theo lời dạy của ta. Cha ta sẽ yêu họ. Ta và Cha sẽ đến với họ và sống cùng họ. Ai không yêu kính ta, không tuân theo lời dạy của ta, và lời mà các ngươi đã nghe không phải của ta mà là từ Cha đứng sai ta, ta đã nói với các ngươi điều này khi còn ở bên các ngươi. Đấng bảo trợ Thánh Linh, đấng Cha sai đến nhân danh ta, sẽ dạy cho các ngươi mọi điều và khiến các ngươi nhớ lại mọi điều ta từng nói. Bình an là thứ ta để lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của ta, sự bình an không như cách thế gian ban cho. Đừng lo lắng và đau buồn, đừng sợ hãi. Nghe điều ta nói đi. Ta ra đi, nhưng sẽ quay trở lại với các ngươi. Nếu yêu kính ta, thì các ngươi sẽ vui mừng vì ta sắp về cùng Cha, vì Ngài vĩ đại hơn ta. Giờ ta nói với các ngươi điều này trước khi nó xảy ra, để khi nó xảy ra các ngươi sẽ tin. Ta không thể nói với các ngươi lâu hơn nữa, vì kẻ cai trị thế gian này đang tới. Hắn không có quyền gì trên ta, nhưng mà thế gian phải biết rằng ta yêu kính Cha nên ta làm mọi việc Ngài muốn ta làm. Nào, chúng ta hãy đi khỏi nơi này. Ta là gốc nho, còn Cha ta là người trồng nho. Nhánh nào trong ta mà không ra quả thì Ngài sẽ cắt bỏ, và Ngài sẽ tỉa lại những nhánh có quả để chúng được tinh sạch và ra nhiều quả hơn. Các ngươi đã được thanh tẩy qua những lời dạy của ta. Hãy cứ ở trong ta, và ta sẽ ở trong các ngươi. Một nhánh nho không thể tự kết quả được nếu như nó không gắn liền với cây nho. Các ngươi cũng sẽ không kết quả được nếu như không ở trong ta. Ta là gốc nho, các ngươi chính là nhánh. Ai ở trong ta và ta ở trong họ thì sẽ có thật nhiều quả. Không có ta, các ngươi không làm được gì hết. Còn ai không ở trong ta sẽ bị ném ra ngoài và khô héo đi. Những nhánh cây đó sẽ bị gom lại và ném vào trong đống lửa, bị thiêu đốt. Các ngươi cứ ở trong ta vì những lời ta nói ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn, ngươi sẽ có được. Khi các ngươi kết được nhiều quả thì vinh quang của Cha ta sẽ được tôn vinh.
Và như thế các ngươi trở thành môn đồ của ta. Ta yêu thương các ngươi như cha ta yêu thương ta. Hãy ở trong sự yêu thương của ta. Nếu tuân giữ các điều răn của ta, các ngươi sẽ ở trong tình thương của ta, cũng như ta đã dâng theo điều răn của cha ta và ở mãi trong tình yêu của Ngài. Ta nói những điều này để niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây: hãy yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi. Tình thương lớn nhất dành cho bằng hữu là hy sinh mạng sống vì họ. Và các ngươi là bạn của ta khi các ngươi làm theo lời ta. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không hiểu việc chủ mình làm. Ta xem các ngươi là bạn hữu, vì ta đã dạy các ngươi mọi điều ta nghe từ cha ta. Không phải các ngươi đã chọn ta, mà là ta chọn và chỉ định để các ngươi đi gặt hái thành quả, những thành quả vĩnh hằng. Vì vậy, cha sẽ ban cho các ngươi mọi điều mà các ngươi cầu xin nhân danh ta. Còn đây là mệnh lệnh của ta. Hãy yêu thương lẫn nhau. Nếu thế gian ghét các ngươi, thì hãy nhớ rằng nó ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về nó. Nhưng ta lựa chọn các ngươi giữa thế gian và các ngươi không thuộc về nó, thế nên thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói: đầy tớ chẳng vĩ đại hơn chủ của mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ tuân giữ lời răn của ta, thì sẽ tuân giữ lời các ngươi. Họ đối xử tệ với các ngươi vì các ngươi thuộc về ta, vì họ không biết rằng Đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và nói cho họ biết, thì họ sẽ không bị buộc tội. Nhưng ta đã đến, nên họ không thể bào chữa cho tội lỗi của họ nữa. Ai ghét ta thì cũng sẽ ghét cha ta. Nếu ta không đến thể hiện cho họ thấy những việc chưa ai làm được, thì họ sẽ không bị buộc tội. Nhưng họ đã thấy mọi điều ta làm, và họ ghét ta, ghét cả cha ta. Nhưng đây là điều phải xảy ra để ứng nghiệm lời đã chép trong lời luật của họ. Họ ghét ta vô cớ. Đấng bảo trợ sẽ đến là Thánh Linh, Đấng bày tỏ lẽ thật về Chúa và Đấng từ cha mà đến. Ta sẽ từ cha gửi Ngài đến các ngươi, và Ngài sẽ làm chứng về ta, và các ngươi cũng vậy, vì các ngươi đã ở cùng ta ngay từ thuở ban đầu. Ta dạy các ngươi những điều này để các ngươi không từ bỏ đức tin của mình. Các ngươi sẽ bị đuổi khỏi hội đường, và sẽ tới lúc kẻ giết các ngươi tin rằng họ làm như vậy là phục vụ Chúa. Họ sẽ làm vậy với các ngươi vì không biết Chúa Cha và cũng không biết ta. Nhưng ta báo các ngươi trước, để khi đến lúc những kẻ đó bắt đầu hành động, các ngươi sẽ nhớ lại những gì ta nói. Ta không nói với các ngươi ngay từ đầu vì ta còn ở cùng với các ngươi. Nay ta sắp về với Đấng đã sai ta, và không ai trong các ngươi hỏi rằng ta sắp đi đâu. Nhưng vì ta nói ra nên các ngươi đầy phiền não. Thật vậy, ta bảo các ngươi, ta đi là tốt hơn cho các ngươi. Vì nếu như ta không đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với các ngươi. Nhưng nếu như ta đi, ta sẽ sai Ngài đến với các ngươi. Và khi Ngài đến, Ngài sẽ giúp thế gian nhận ra rằng họ đã sai về tội lỗi, về lẽ công chính và về sự phán xét của Chúa. Họ sai về tội lỗi vì họ không tin ta. Họ sai về lẽ công chính vì ta sẽ về với Chúa Cha và các ngươi không thấy ta nữa. Họ sai về sự phán xét vì vua chúa của thế gian này đã bị phán xét rồi. Ta còn có nhiều điều muốn nói, nhưng giờ chúng sẽ là quá sức với các ngươi. Tuy nhiên, lúc Thánh Linh, Đấng mang sự thật về Chúa đến, đưa các ngươi đến chân lý vẹn toàn, Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói điều Ngài đã nghe và nói về những sự sẽ đến.
Ngài sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ lấy lời ta để nói với các ngươi. Mọi điều cha có là của ta, nên ta mới nói Thánh Linh sẽ lấy lời ta để nói với các ngươi. Ít lâu nữa các ngươi sẽ không còn thấy ta đâu. Rồi sau đó các ngươi sẽ lại thấy ta. Một vài môn đồ của Ngài nói với nhau rằng thế nghĩa là sao? Ngài bảo ít lâu nữa chúng ta sẽ không thấy Ngài, rồi sau đó sẽ lại được thấy Ngài. Và Ngài còn nói đó là vì ta về cùng Chúa Cha. Ít lâu nữa nghĩa là thế nào? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc gì. Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi. Ta nói ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy ta đâu, rồi sau đó các ngươi sẽ lại được thấy ta. Các ngươi đang hỏi nhau về chuyện đó có đúng không? Thật vậy ta bảo các ngươi sẽ than khóc, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ buồn, nhưng nỗi buồn sẽ được chuyển hóa thành niềm vui. Khi người phụ nữ sắp lâm bồn, người đó sẽ buồn vì mình sắp phải chịu đau đớn. Nhưng mà khi đứa bé ra đời, mọi đau đớn đều sẽ tan biến. Chỉ còn niềm vui vì đứa con đã đến với thế gian này. Với các ngươi cũng vậy. Bây giờ các ngươi buồn khổ, nhưng khi ta gặp lại các ngươi, lúc đó lòng các ngươi sẽ ngập tràn niềm vui. Và đó là niềm vui mà không ai có thể cướp đi được. Khi ngày đó đến, các ngươi sẽ không cần hỏi gì ta nữa. Thật vậy ta bảo các ngươi, cha sẽ ban cho các ngươi mọi điều mà các ngươi cầu xin nhân danh ta. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin và các ngươi sẽ nhận được. Để sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ngụ ngôn để kể cho các ngươi nghe. Sẽ có lúc ta không dùng ngụ ngôn để nói các ngươi nữa, mà ta sẽ nói rõ ràng về Chúa Cha. Khi ngày đó đến, các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Ngài. Và ta không nói rằng ta sẽ vì các ngươi mà cầu xin, vì chính Cha yêu thương các ngươi. Người yêu thương các ngươi vì các ngươi yêu ta và tin rằng ta đến từ Đức Chúa Trời. Ta đến từ Chúa Cha. Ta đến với thế gian. Và giờ ta lìa bỏ thế gian để về với Chúa Cha. Rồi các môn đồ thưa rằng, bây giờ Ngài đã nói rõ ràng, chứ không dùng ngụ ngôn. Chúng tôi giờ đã biết, Ngài thấu hết mọi điều. Ngài không cần ai phải đặt câu hỏi với mình. Điều này khiến chúng tôi tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Giờ các ngươi tin chưa? Thời khắc đang đến và đến rồi. Đó là khi tất cả các ngươi bị phân tán, nhà ai người nấy về, và để ta lại một mình. Nhưng ta không thật sự đơn độc, vì Chúa Cha ở cùng với ta. Ta nói cho các ngươi để các ngươi luôn bình yên và hiệp nhất với ta. Thế gian sẽ bắt bớ các ngươi, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sau khi Chúa Giê-xu nói xong điều này, Ngài ngước mắt nhìn lên trời và nói: Thưa Cha, đã đến lúc rồi. Xin Cha ban vinh hiển cho con, để con làm vinh hiển danh Cha. Vì Cha đã ban cho con uy quyền trên loài người, để con sẽ mang sự sống đời đời đến cho những kẻ Cha giao phó. Sự sống đời đời là biết Cha là Đức Chúa chân thật duy nhất, và biết Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai đến. Con đã tôn vinh danh Cha ở thế gian, đã làm xong công việc Cha giao phó. Thưa Cha, xin ban cho con sự vinh hiển trong sự hiện diện của Ngài, là vinh hiển con có với Cha trước khi thế gian hình thành. Con đã khiến những người Cha giao cho con biết đến Cha. Họ vốn thuộc về Cha, và Cha đã giao họ cho con. Họ đã vâng giữ lời Cha, và giờ họ đã biết mọi sự Cha đã giao cho con đến từ Cha. Con đã truyền cho họ những lời của Cha, và họ tiếp nhận nó. Họ biết rằng con đến từ nơi Cha, và tin rằng Cha sai con đến. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, mà cho những kẻ Cha giao cho con, vì họ thuộc về Cha. Mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha là của con, và con được tôn vinh qua họ. Và giờ con về với Cha.
con không ở thế gian nữa, nhưng họ thì ở lại. Này cha, xin hãy bảo vệ họ nhân danh cha. Là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hợp làm một, như con và cha là một. Khi con còn ở bên họ, con bảo vệ họ nhân danh cha, là danh cha đã ban cho con. Con đã bảo vệ họ, và không một ai bị lạc mất, trừ đứa con của sự hư mất, để cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Giờ con về với cha, và con nói những điều này khi còn ở thế gian, để họ có được niềm vui trọn vẹn trong lòng của họ. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về nó. Con không cầu xin cha đưa họ khỏi thế gian, nhưng xin cha hãy bảo vệ họ khỏi điều ác. Cũng như con không thuộc về thế gian, thì họ cũng như vậy. Họ dâng hiến mình cho cha vì lẽ thật. Lời cha là lẽ thật. Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Và vì họ mà con dâng hiến mình cho cha, để họ cũng có thể hết lòng dâng hiến mình cho cha. Con không chỉ cầu nguyện cho họ, mà còn cho những người tin con qua lời họ nói. Con cầu xin để cho họ hiệp làm một. Thưa cha, cầu cho họ ở trong ta, như cha ở trong con và con ở trong cha. Cầu cho họ hợp làm một, để thế gian tin rằng cha sai con đến. Con cho họ vinh quang như cha đã ban cho con, để họ hiệp lại làm một như con và cha vậy. Con ở trong họ và cha ở trong con, như thế họ sẽ hợp thành một thể, và thế gian sẽ biết rằng cha sai con đến, và cha yêu họ cũng như yêu con. Thưa cha, cha đã giao họ cho con. Con muốn con ở đâu thì họ cũng ở đó, để họ có thể thấy được vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha yêu con trước khi thế gian được tạo dựng. Thưa cha công chính, thế gian không biết về cha, nhưng con biết về cha, và họ biết cha sai con đến. Con làm cho họ biết đến cha, và con sẽ tiếp tục công việc này, để họ cũng có được tình yêu thương cha dành cho con, và trong lòng họ cũng có con. Sau khi nói những lời cầu nguyện đó, Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó có một khu vườn, Ngài và các môn đồ đi vào đó. Giu-đa, kẻ phản bội, biết chỗ này ở đâu, vì Chúa Giê-xu đã nhiều lần gặp các môn đồ tại đó. Giu-đa đến khu vườn, mang theo một toán lính La Mã và vài lính gác cho các thượng tế và những người Pha-ri-sêu cử đến. Họ đều mang vũ khí và cầm theo đèn đuốc. Chúa Giê-xu biết mọi chuyện sẽ xảy đến với mình, nên Ngài đã bước tới mà hỏi rằng: các ngươi đang tìm kiếm ai đó? Giê-xu thành Nazareth. Giu-đa, kẻ phản bội, cũng đứng đó với họ khi Chúa Giê-xu nói rằng: chính ta đây. Họ lùi lại và ngã xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi đang tìm kiếm ai đó? Giê-xu thành Nazareth. Ta đã nói chính là ta đây. Nếu các ngươi muốn tìm bắt ta, hãy để cho những người này đi đi. Ngài nói vậy để những lời Ngài đã nói được ứng nghiệm. Thưa cha, con không để mất một người nào trong những kẻ cha đã giao cho con. Simon Phê-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra cắt tay phải tên đầy tớ của thượng tế.
Tên đầy tớ đó tên là Manfu. Hãy tra gươm vào vỏ đi. Ngươi nghĩ ta sẽ không muốn chén đắng mà cha đã ban cho ta hay sao? Rồi những lính La Bả cùng chỉ huy của họ và những lính gác Do Thái bắt Chúa Giê-xu. Ngài bị trói. Và mang đến chỗ Anne trước tiên. Người này là cha vợ của Caipha, vị thượng tế đương nhiệm năm đó. Chính Caipha là kẻ đã khuyên các lãnh đạo Do Thái rằng sẽ tốt hơn nếu có một người chết cho toàn dân. Simon Phêrô và một môn đồ khác theo sau Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thượng tế đương nhiệm, nên người đó vào sân của thượng tế cùng với Chúa Giê-xu, còn Phêrô đứng bên ngoài cánh cổng. Rồi môn đồ kia lại đi ra, nói chuyện với cô gái canh cửa, rồi đem Phêrô vào. Ngươi cũng là một môn đồ của người đó hay sao? Không, không phải. Trời rất lạnh, nên các đầy tớ và lính canh phải đốt lửa than và đứng quanh để sưởi ấm cơ thể. Phêrô lại gần và đứng cùng họ để sưởi ấm mình. Thượng tế hỏi Chúa Giê-xu về các môn đồ và sự dạy dỗ của Ngài. Chúa Giê-xu đáp: Ta luôn công khai nói với tất cả mọi người. Ta thường dạy dỗ trong hội đường và đền thờ, nơi người dân hay tụ tập. Ta chưa bao giờ nói điều gì giấu giếm hết. Vậy sao ngươi lại tra khảo ta? Hãy hỏi những kẻ đến nghe ta nói, xem ta nói gì. Họ biết ta nói gì. Sao ngươi dám ăn nói với thượng tế như vậy? Nếu ta có nói gì sai, hãy kể cho những người ở đây nghe. Nhưng nếu những gì ta nói là đúng, sao ngươi lại đánh ta? Rồi Anne sai lính giải ngài, vẫn bị trói, đến chỗ trưởng tế là Caipha. Phêrô vẫn đang đứng sưởi ấm ở bên ngoài. Có người hỏi rằng, ngươi cũng là một trong các môn đồ của người kia à? Không, tôi không phải. Phêrô đã phủ nhận. Một đầy tớ khác của thượng tế, bà con với người bị Phêrô chém đứt tay, lên tiếng: Ngươi ở trong giường với người đó mà. Không. Và khi đó có tiếng gà gáy. Sáng sớm hôm sau, Chúa Giê-xu được đưa từ nhà Caipha đến dinh tổng trấn. Những nhà chức trách Do Thái không đi vào trong dinh vì họ không muốn bản thân mình bị ô uế để còn đi dự lễ vừa qua. Nên Phi-lát đi ra ngoài và hỏi: Các ngươi kiện người này vì tội gì? Chúng tôi sẽ không mang hắn đến nộp cho ngài nếu hắn không phạm tội. Vậy các ngươi hãy tự bắt, rồi xử hắn theo luật của mình đi. Chúng tôi không được phép hành quyết bất cứ người nào hết. Việc xảy ra đã ứng nghiệm cho lời Chúa Giê-xu đã nói, khi người ám chỉ cái chết của chính mình. Phi-lát vào bên trong dinh và gọi Chúa Giê-xu. Ngươi là vua của dân Do Thái à? Là tự ông hỏi điều này, hay có người nói với ông về tôi? Ngươi nghĩ ta là dân Do Thái à? Là dân của ngươi và các thượng tế đã giao nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm gì?
Vương quốc của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của tôi thuộc về thế gian này, những người theo tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị giao nộp cho nhà chức trách Do Thái. Không, vương quốc tôi không thuộc về thế gian. Vậy ngươi là vua sao? Ông nói tôi là một vị vua. Tôi được sinh ra và đến với thế giới này vì một mục đích, để nói lên sự thật. Những ai thuộc về sự thật sẽ nghe theo tôi. Sự thật là gì? Rồi Phi Lát đi ra ngoài nơi dân chúng đang tụ họp và nói với họ: ta không thấy người này có tội gì để bị kết án cả, nhưng theo tục lệ của các ngươi thì cứ đến lễ vượt qua, ta sẽ phóng tích một tù nhân. Các ngươi muốn ta tha cho vua dân Do Thái à? Dân chúng bèn kêu la rằng: tha cho Ba-ra-ba ấy, đừng tha cho hắn, hãy tha cho Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Rồi Phi-lát bắt Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đã kết một dương miệng bằng gai đội trên đầu Ngài và khoác lên mình Ngài một áo choàng màu đỏ. Chúng đến gần Ngài và nói: vua dân Do Thái muôn năm. Rồi chúng bước lên và tát Ngài. Phi-lát lại trở ra ngoài và nói với đám đông: đây, ta sẽ đem hắn ra trước các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không có lý do gì để kết tội hắn. Đây, người ấy ở đây. Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội dương miệng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Đóng đinh hắn đi. Đóng đinh hắn đi. Đóng đinh hắn. Đóng đinh hắn đi. Đóng đinh hắn. Đóng đinh hắn đi. Đóng đinh hắn đi. Đóng đinh hắn. Các ngươi hãy bắt hắn và đóng đinh hắn đi. Ta không có lý do gì để kết tội người này. Chúng tôi có một điều luật, theo luật ấy thì hắn phải chết, vì hắn tự cho mình là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát nghe thấy thế, ông càng sợ hơn. Ông trở vào dinh và hỏi Chúa Giê-xu: ngươi từ đâu đến? Nhưng Chúa không trả lời. Tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi nên nhớ, ta có quyền thả tự do cho ngươi, và cũng có quyền đóng đinh người đó. Ông không có quyền gì với tôi hết, nếu không được Đức Chúa Trời ban cho. Nên kẻ giao nộp tôi cho ông có tội còn nặng hơn. Khi Phi-lát nghe điều đó, ông ta tìm cách trả tự do cho Chúa Giê-xu. Nếu Ngài thả người này thì Ngài không phải là trung thần của hoàng đế.
kẻ nào tự xưng mình là vua, tức là chống lại hoàng đế. Khi Philát nghe những lời ấy, ông cho dẫn Chúa Giê-xu ra, rồi ngồi vào ghế xử án tại nơi gọi là nền lát đá, tiếng Do Thái gọi là Ga-ba-tha. Lúc đó là khoảng trưa ngày trước lễ vừa qua. Philát nói với người dân: đây là vua của các ngươi. Giết hắn! Các ngươi muốn ta đóng đinh vua các ngươi sao? Vị vua duy nhất của bọn ta chính là hoàng đế. Rồi Philát trao Chúa Giê-xu cho họ để đóng đinh ngài. Thế là họ bắt Chúa Giê-xu. Ngài bước đi, giác thập tự giá của mình, đến một nơi gọi là đồi sọ, trong tiếng Do Thái, còn được gọi là Gô-gô-tha. Tại đó họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh như Ngài, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu ở giữa. Philát sai người làm một tấm bảng và gắn vào đầu thập tự giá. Trên đó đã viết: Giê-xu thành Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người đã đọc tấm bảng, vì nơi mà Chúa Giê-xu chịu đóng đinh không xa thành cho lắm. Tấm bảng được viết bằng tiếng Do Thái, tiếng Latin và Hy Lạp. Các thượng tế nói với Philát: xin người đừng viết là vua dân Do Thái, nên viết là: người này nói, ta là vua dân Do Thái. Những gì ta đã viết thì để đó đi. Sau khi bọn lính đóng đinh Chúa Giê-xu, chúng lấy y phục của Ngài và chia làm bốn mảnh. Mỗi tên lấy một mảnh. Bọn chúng cũng lấy chiếc áo dài được dệt liền từ trên xuống dưới mà không có đường may. Bọn chúng nói với nhau rằng: đừng xé áo này ra, hãy tung xúc xắc xem ai trúng được thì lấy. Thế là đã ứng nghiệm với lời của Kinh Thánh:
Bọn chúng chia nhau bộ y phục của ta và bốc thăm áo dài của ta. Đó là việc bọn lính đã làm. Đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu có mẹ ngài, chị của mẹ ngài, Marie, vợ của Cơ-lô-bát, và Marie Madeleine. Chúa Giê-xu thấy mẹ ngài và môn đồ ngài thương yêu đang đứng gần bên. Đây là con mẹ. Và ngài nói với môn đồ: đây là mẹ của ngươi. Từ giây phút đó, môn đồ ấy đưa bà về nhà mình. Sau đó Chúa Giê-xu biết mọi sự đã hoàn tất, và để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, ngài nói: ta khát quá. Ở đó có một cái bát chứa rượu rẻ tiền. Họ lấy một miếng xốp thấm đầy rượu, buộc vào đầu cành bài hương và đưa lên miệng ngài. Chúa Giê-xu uống chỗ rượu đó. Mọi sự đã hoàn tất. Rồi ngài gục đầu và trút linh hồn. Các nhà lãnh đạo Do Thái yêu cầu Phi-lát cho phép họ được đập gãy chân những người bị đóng đinh để có thể gỡ xác họ xuống. Họ yêu cầu việc đó vì đó là ngày thứ sáu. Họ không muốn có xác chết bị ghim trên cây thập tự trong ngày Sa-bát, vì ngày này đối với họ rất linh thiêng. Thế là quân lính đến đập gãy hai chân của người bị đóng đinh đầu tiên, và đến người thứ hai cũng cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Nhưng khi họ đến chỗ Chúa, họ thấy ngài đã chết, nên họ không đập gãy hai chân ngài. Tuy nhiên có một tên lính lấy giáo đâm vào hông của ngài. Ngay lập tức máu và nước chảy ra. Người chứng kiến việc ấy đã kể lại chuyện này để anh em có thể tin. Người ấy đã kể sự thật, và người ấy biết mình nói sự thật. Điều này cũng làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: chẳng một cái xương nào của ngài sẽ bị gãy. Lại có chỗ khác trong Kinh Thánh chép: họ sẽ nhìn người mà mình đã đâm. Sau ngày ấy, Joseph, người đến từ Arimathê, đến xin phép Phi-lát mang thi hài của Chúa Giê-xu đi. Ông Joseph là một môn đồ bí mật của Chúa Giê-xu, vì ông khá sợ người Do Thái. Phi-lát chấp thuận yêu cầu của ông, và thế là ông đến và mang xác ngài đi. Nicodem, người trước kia đã đến gặp Chúa Giê-xu trong đêm, cũng đến cùng Joseph và mang theo khoảng 30 cân mộc dược hỗn hợp giữa nhựa thơm và lô hội. Hai người họ mang thi hài Chúa Giê-xu đi, dùng giải lanh và thuốc thơm bó xác ngài lại. Hai người họ làm theo tục khâm liệm xác chết của người Do Thái. Gần chỗ Chúa Giê-xu chịu đóng đinh có một khu giường. Trong giường ấy có một ngôi mộ còn mới, nơi chưa có ai được chôn cả. Vì hôm đó gần đến ngày Sa-bát, và vì ngôi mộ lại ở gần, nên họ chôn Chúa Giê-xu trong đó. Sáng sớm ngày Chủ nhật, khi còn nhá nhem tối, Marie Madeleine đi đến thăm mộ. Cô thấy tảng đá chặn cửa mộ đã bị dời đi. Cô chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đồ được Chúa Giê-xu thương mến.
Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ. Tôi không biết họ đặt ngài ở đâu. Rồi Phê-rơ và môn đồ ấy chạy đến chỗ ngôi mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ ấy chạy nhanh hơn Phê-rơ và đến ngôi mộ trước. Môn đồ ấy nhìn vào và thấy cuộn giải liệm nằm đó, nhưng lại không bước vào. Simon Phê-rơ đến nơi sau người ấy, liền bước thẳng vào trong ngôi mộ. Ông thấy cuộn giải liệm nằm đó, còn tấm vải đã quấn đầu cho ngài, không còn nằm chung với cuộn giải liệm, nhưng nó đã được cuộn lại. Còn người môn đồ chạy đến ngôi mộ trước, cũng bước theo vào. Ông thấy và tin. Khi đó họ chưa hiểu được Kinh Thánh dạy rằng người phải từ cõi chết sống lại. Sau đó hai môn đồ trở về nhà. Mary cứ đứng khóc bên ngoài cửa mộ. Cô ấy vừa khóc vừa cúi người nhìn vào trong mộ. Cô thấy hai vị thiên sứ ngồi đó, mặc y phục trắng, ngồi ngay tại nơi xác Chúa Giê-xu đã nằm, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Này cô, sao cô lại khóc? Họ hỏi cô. Vì họ đã đem Chúa của tôi đi. Tôi không biết họ để ngài ở đâu. Rồi cô quay lại và thấy Chúa Giê-xu đứng đó, nhưng cô không biết đó là ngài. Này cô, sao cô lại khóc? Cô đang tìm ai vậy? Tưởng ngài là người làm giường, cô nói với ngài. Nếu ông đã đem ngài đi, xin cho tôi biết ông để ngài ở đâu, tôi sẽ đến đem ngài đi. Mary. Cô tiến tới chỗ ngài và nói bằng tiếng Do Thái. Rabuni, có nghĩa là thầy. Ngươi đừng đụng vào ta, vì ta vẫn chưa lên cùng Chúa Cha. Hãy đi gặp các anh em của ta và nói rằng ta phải lên cùng Cha ta, cũng là Cha các ngươi, Chúa của ta và Chúa các ngươi. Rồi Marie Madeleine đi và loan báo với các môn đồ rằng cô đã gặp Chúa và kể lại những lời ngài đã nói. Chiều tối chủ nhật hôm đó, các môn đồ tụ tập lại sau những cánh cửa đã được đóng chặt, vì họ sợ nhà chức trách Do Thái. Chúa Giê-xu đến, ngự ở giữa họ. Bình an cho các ngươi. Nói xong điều này, ngài đưa hai tay và sườn cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy Chúa. Chúa Giê-xu lại nói với họ. Bình an cho các ngươi. Như Cha đã sai ta thì ta cũng sai các ngươi. Người hà hơi lên họ. Hãy nhận lệnh Thánh Linh. Nếu các ngươi tha tội ai, người đó được tha thứ. Nếu không tha tội cho họ, thì họ không được tha thứ. Một trong 12 môn đồ là Thomas, còn gọi là Sông Xanh, không có mặt với họ lúc Chúa Giê-xu đến. Các môn đồ khác nói với ông: chúng tôi đã thấy Chúa. Nếu như mà tôi không được thấy dấu đinh trên tay ngài, không đặt được ngón tay lên chỗ có dấu đinh và lên cạnh sườn ngài, thì tôi sẽ không tin.
Một tuần sau, các môn đồ lại họp nhau ở trong nhà. Thomas cũng có mặt. Cửa đã được khóa lại, nhưng Chúa Giê-xu hiện ra, đứng chính giữa họ. Bình an cho các ngươi. Đặt ngón tay ngươi vào đây và nhìn vào tay ta. Rồi hãy đưa tay chạm vào sườn ta. Đừng nghi ngờ nữa và hãy tin. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con. Có phải ngươi tin vì ngươi thấy ta? Phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúa Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ khác, nhưng chúng không được chép lại trong sách này. Những việc này được chép lại để mọi người tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời. Và thông qua đức tin nơi Ngài, mọi người được sự sống. Sau chuyện này, Chúa Giê-xu xuất hiện một lần nữa trước các môn đồ tại hồ Tiberia. Chuyện nó xảy ra như vậy. Simon Phêrô, Thomas, còn gọi sông xanh, Nathanael, người từ Cana ở Galilee, con trai của Cbede, và hai môn đồ khác của Chúa Giê-xu đang ở cùng. Simon Phêrô nói với những người khác: tôi đi đánh cá. Họ nói: để chúng tôi đi cùng. Và họ lên thuyền. Nhưng suốt đêm đó, họ chẳng bắt được gì. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Chúa Giê-xu đứng ở trên bờ. Nhưng các môn đồ không biết đó là Ngài. Này anh, có bắt được gì hay không? Chẳng có gì. Hãy thả lưới xuống phía bên phải thuyền đi, các anh sẽ bắt được. Và họ thả lưới xuống. Nhưng không thể kéo nó lên, vì trong lưới có quá nhiều cá. Môn đồ được Chúa Giê-xu thương yêu nói với Phê-rơ: đó là Chúa. Phê-rơ nghe câu đó là Chúa, liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trần, rồi nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem một thuyền nhỏ đến phụ kéo một bẻ lưới đầy cá, vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng 90 mét. Khi họ lên bờ, họ thấy có một đống than đang cháy cùng với cá đang nướng và bánh mì. Mang ít cá mới bắt được lại đi. Simon Phêrô lên thuyền và kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Dù cá nhiều như vậy, thế nhưng lưới vẫn không rách. Lại đi và ăn đi. Không môn đồ nào dám hỏi Ngài là ai, vì họ đều biết rằng đây là Chúa. Và Chúa Giê-xu đến lấy bánh và trao cho họ, và cả cá nữa. Đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Sau khi họ ăn xong, Chúa Giê-xu nói với Simon Phê-rơ: Simon, con ông Jonah, ngươi yêu mến ta hơn những người này chứ? Dạ thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Chăm sóc con chiên của ta. Ngài hỏi ông ấy lần thứ hai rằng: Simon, con trai của Jonah, ngươi có yêu ta không? Dạ thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Chăm sóc con chiên của ta.
Ngài lại hỏi ông lần thứ ba. Simon, con Jonah, người có yêu ta không? Phê-rơ cảm thấy buồn vì ngài hỏi ông đến ba lần ngươi yêu ta không, nên ông thưa với ngài: Thưa Chúa, ngài biết hết mọi sự, ngài biết rằng con yêu ngài. Chăm sóc con chiên của ta. Thật vậy, ta bảo ngươi này, khi ngươi còn trẻ, ngươi luôn sẵn sàng và muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ trói ngươi lại và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn đến. Ngài phán như vậy để nói về việc Phê-rơ sẽ chết như thế nào và để tôn vinh Chúa. Rồi ngài nói với ông: Hãy theo ta. Phê-rơ quay lại và thấy môn đồ ngài yêu thương đi theo, đó là người trong bữa ăn tối đã dựa sát vào ngài và hỏi: Thưa Chúa, ai là kẻ phản bội ngài? Phê-rơ thấy người đó thì hỏi: Thưa Chúa, còn người này thì sao? Nếu ta muốn người ấy sống đến khi ta trở lại thì can hệ gì tới ngươi? Hãy theo ta. Lời ấy được đồn giữa những người đi theo Chúa rằng môn đồ ấy sẽ không chết. Tuy nhiên Chúa Giê-xu không nói người ấy không chết. Ngài nói: Nếu ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi ta trở lại thì can hệ gì tới ngươi? Đây chính là môn đồ đã làm chứng cho những việc này và viết lại những điều này. Chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là thật. Còn nhiều điều khác mà Chúa Giê-xu đã làm, nếu người ta phải viết hết từng việc một thì chắc cả thế gian cũng không thể cầm nổi hết các cuốn sách được viết ra. Sứ đồ Giăng nói mục đích của cuốn phúc âm này là để chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Khi viết cuốn sách này, Giăng muốn chúng ta hãy tin và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu đứng chịu hình phạt vì tội lỗi của con người bằng việc chết trên cây thập tự. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai có niềm tin nơi Ngài sẽ không chết đi mà được sự sống muôn đời. Thật vậy, ta bảo các ngươi, những kẻ nghe lời ta và tin đấng đã sai ta sẽ được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là biết Cha là Đức Chúa chân thật duy nhất và biết Chúa Giê-xu là đấng Cha sai đến. Nhưng những việc này được chép ra để các bạn tin rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời, và thông qua đức tin nơi Ngài, bạn được sự sống. Điều này có hai ý nghĩa. Chúng ta phải đồng ý với Chúa Giê-xu rằng chúng ta có tội với Ngài và cuộc sống của chúng ta có những sai trái, dù những sai trái đó nhỏ đến mức nào. Và chúng ta cần tin vào sự thật rằng Chúa Giê-xu đã chuộc tội cho những lỗi lầm của chúng ta bằng cái chết trên cây thập tự, cái mà chúng ta đáng phải nhận. Khi chúng ta làm như vậy, ngay lập tức Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi sứ đồ Tô-ma đối mặt với hiện thực này, ông chỉ thốt lên rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con, bây giờ nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể có sự bình an bên Chúa khi bạn xác nhận những điều sau. Tôi xác nhận rằng tôi có tội trước Chúa Trời. Tôi xác nhận cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là để cứu chuộc cho tội lỗi của tôi. Và tôi tin sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của tôi để nhận được sự sống đời đời và chỗ đứng hoàn hảo trước Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con.